chương 200, Long Hồn Thượng Cổ một Long Châu chính là một thứ do linh lực của con rồng ngưng tụ thành, cùng loại với kim đan của tu sĩ. Tuổi thọ của rồng thật dài, cho nên linh lực bên trong Long Châu cũng tuyệt đối vô cùng nồng đậm. Không trách được con dao long này có thể tu luyện tới mức độ gần như hóa long. Tim của các tu sĩ đập bắt đầu nhanh hơn, mắt cũng đỏ lên. Long Châu không chỉ có có lực hấp dẫn cường đại đối với yêu thú, đối với tu sĩ cũng vậy bên trong Long Châu ẩn chứa linh lực có thể khiến cho tu vi của tu sĩ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí sau khi nuốt vào Long Châu có thể phát sinh một tiêu huyết mạch của Long Tộc. Trong tu sĩ có một loại người như vậy, trên người bọn họ mang huyết mạch của chủng tộc khác, lực chiến đấu kinh người. Dù sao chủng tộc còn lại tu luyện tới cực hạn sẽ biến hóa. Ở trong năm tháng khá dài, ái tình đột phá hạn chế chủng tộc, phát sinh các loại hậu đại. Đương nhiên cũng có một chút án lệ mạnh mẽ đòi lấy thân thể của đối phương, hơn nữa còn là không ít. Ngay từ lúc đầu, tồn tại như vậy bị các tộc coi là sỉ nhục. Nhưng sau khi loại tồn tại này cường đại lên, các tộc mới ý thức tới huyết mạch dung hợp cũng là một chuyện rất châu bò. Hiện tại tu sĩ nghe được ẩn chứa huyết mạch yêu tộc, các tu sĩ không chỉ không có kỳ thị, trái lại hâm mộ. Đương nhiên nếu như gặp phải yêu thú, bọn họ vẫn sẽ lập tức rút kiếm. Long tộc chính là tồn tại mạnh hơn yêu tộc, nắm giữ huyết mạch của rồng, tuyệt đối sẽ lột xác. Nhất định phải đoạt được nó trong đầu các tu sĩ đều ý nghĩ như vậy âm một tiếng một hán tử cầm côn cường tráng giống như đạn pháo từ bên bờ nhảy lên tu vi thuế phàm cảnh tầng ba lộ rõ không thể nghi ngờ khiến người ta chấn động hán tử cường tráng giơ thiết côn lên cao muốn một côn đập nổ đầu của con dao long màu đen tiếng không khí nổ vang nhưng phản ứng của con dao long màu đen cực nhanh thân thể nó lắc một cái liền dễ dàng né tránh đồng thời cái đuôi rồng đảo qua nện ở trên người của hán tử cường tráng khiến cho hắn thổ huyết bay ngược, trực tiếp rơi vào trong hồ, tạo ra cột nước cao 10 thước. Ai ra, thật đúng là một con rồng. Tần quân vừa phóng qua đỉnh núi liền nhìn thấy được con dao long màu đen uy phong lẫm lẫm. Từ tầm mắt của hắn nhìn lại, nó đã không phải là dao long nữa, mà là một rồng chân chính. Sau khi hắn tử cường tráng bị đánh lui, các tu sĩ còn lại không chỉ không có khiếp sợ, trái lại cùng nhau công kích tới. Tất cả đều bay về phía con dao long màu đen, ầm, um, ầm, um, ầm, um các loại linh lực pháp thuật hoa lệ ầm ầm nện ở trên người của con dao long màu đen. Hồ nước chấn động, không ngừng nổ tung, cột nước liên tiếp dâng lên, thật sự kinh người. Các tu sĩ cũng không dám chiến đấu gần người cùng dao long màu đen. Tất cả đều giữ một khoảng cách cùng nó. Bị pháp thuật luân phiên công kích, con dao long màu đen bắt đầu trở nên nổi giận. Tiếng rồng ngâm càng cuồng bạo hơn so với lúc trước, thân rồng của nó điên cuồng dẫy ruộng, cái đuôi rồng cực lớn mang theo khí thế của vạn quân quét ngang đến một tên tu sĩ trong đó không kịp né tránh trực tiếp bị quét bay ra ngoài đập ở bên bờ hồ nước khiến đám cây cỏ bị đập nát bay ngang vân kiếm thuật một nữ tu sĩ cao giọng quát hai tay giơ cao quá đỉnh đầu chắp lại ngay sau đó trên bầu trời một đám mây trắng không ngờ nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kiếm Vèo, một tiếng động vang lên kiếm mây xé rách không khí mang theo khí thế không thể đỡ lao xuống trực tiếp đánh trúng trên đầu của con dao long màu đen tia lửa bắn ra bốn phía giao long màu đen phát ra một tiếng kêu thống khổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy tần quân tặc lưỡi lấy làm kỳ, cười nói. Pháp thuật này rất xoái, chỉ có điều do một vị nữ nhân biểu diễn ra, khí thế lại thoáng có chút không đủ. Đương nhiên hắn cũng không ao ước hâm mộ vân kiếm thuật. Theo hắn thấy, thuật này tuy rằng đẹp mắt, nhưng lực phá hoại vẫn hơi yếu một chút. Thậm chí không khiến cho con dao long màu đen chảy máu. Con dao long màu đen nổi giận, bắt đầu phóng về phía nữ tu sĩ thi triển vân kiếm thuật thế không thể đỡ nữ tu sĩ khiếp sợ đến mức hoa dung thất sắc vội vàng né tránh cùng lúc đó có năm tên tu sĩ đồng thời xuất kiếm vô số kiếm quang giống như mưa xối xả nhầm về phía con dao long màu đen giống như một dòng nước lũ đánh vào trong thân thể của con dao long màu đen trực tiếp khiến nó đập vào phía trên một ngọn núi bên cạnh ầm 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 ngọn núi lay động đá vụn giống như mưa đá rơi xuống bụi bằm tung bay nhưng vẫn không có khiến cho con dao long màu đen bị thương nó lắc lắc đầu không ngờ lại bay lên nhìn thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt các tu sĩ liền trở nên khó coi tuy rằng bọn họ có lòng tham đối với long châu nhưng cũng không muốn để lộ ra hết thế võ toàn thân bởi vì xung quanh vẫn có rất nhiều tu sĩ đang giống như hổ đói nhìn chằm chằm vào bọn họ bọn họ cũng không muốn bị hoàng tước dình ở phía sau điện hạ có cần ta giúp điện hạ đoạt lấy long châu hay không lý nguyên phách nắm hai thanh kim bằng thần trùy cười nói sắc mặt hắn có chút dữ tợn trong khi nói chuyện hắn còn liếm môi một cái lộ ra sự khát máu cười tần quân lắc đầu cười nói đừng nóng vội tạm thời cứ quan sát tình hình đã loại cảnh tượng hoành tráng nào có thể so sánh với cấp bậc hollywood kiếp trước hắn đương nhiên phải thật cố gắng xem xét đúng rồi hệ thống ngươi không phải nói ngân long chu hồn có thể hút hồn sao hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một long hồn trong lòng tần quân thầm hỏi, làm pháp khí thiên phẩm, ngân long chu hồn hiện nay ngoại trừ trọng lượng ra, cũng không chỗ nào xuất sắc nữa. Hệ thống từng nhắc qua với hắn, bên trong ngân long chu hồn ẩn chứa một long hồn, còn chưa thức tỉnh Cho nên không có cách nào thể hiện ra phong thái chân chính của nó. Cho nên hắn muốn thử xem có thể từ chỗ con dao long màu đen này, tìm ra được cửa đột phá hay không. Về phần thu phục con dao long màu đen, ha ha, cũng không nhìn lại xem nơi này là thế giới của ai. Thế giới pháp bảo của Phỉ Ngọc Thụ, yêu thú bên trong nhất định là do hắn bắt đưa đến, làm sao có thể để cho người ta bắt đi? Nếu như giết chết, vậy còn gì nữa? Dù sao đây là thi đấu, có thể, Ngân Long Chu hồn đối với rồng có lực sát thương lớn hơn nữa. Nếu như hấp thu long hồn có thể kích hoạt long hồn thượng cổ bên trong, cho nên nó ở bên trong Đông Hải Long cung được gọi là vật cấm, không dành cho long tộc sử dụng. Hệ thống giải thích, Tần Quân nghe được con mắt híp lại một cái. Và chương 201, Long Hồn Thượng Cổ 2. Nếu để cho Ngân Long Chu Hồn kích hoạt Long Hồn, chẳng phải có thể đột phá giới hạn của Pháp Bảo. Nghĩ đến đây, Tần Quân nhất thời nóng lòng, từ kim đế hoàng giáp cấp Pháp Bảo khiến cho hắn dễ dàng gánh vác công kích dưới và cùng dai. Vậy Ngân Long Chu Hồn này sau khi đột phá cấp Pháp Bảo sẽ có uy năng thế nào? Lại ở thời khắc Tần Quân đang mơ màng, cuộc chiến đấu đã tiến vào tình trạng gai cấn. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ tham dự vào cuộc chiến đấu, bọn họ đều hiểu giao long màu đen không chết bọn họ đừng mong lấy được long châu so với việc cạnh tranh với rồng bọn họ càng muốn chiến đấu với tu sĩ hơn hoàng huynh lúc này âm thanh vui mừng bất ngờ của tần vân từ phía dưới chuyển đến tần quân nhìn xuống dưới hắn chỉ thấy tần vân và trúc nghiên khanh đang đứng ở bên hồ trúc nghiên khanh nhìn cuộc đại chiến trên mặt hồ tần vân lại nhìn về phía hắn phất tay tần quân trực tiếp điều khiển mây mù bay về phía bọn họ dù sao tần vân là đệ đệ của tiền thân hơn nữa trong khoảng thời gian này thái độ đối với hắn cũng rất lấy lòng tần quân không ngại giúp hắn một chút hơn nữa nếu như tần vân đánh ra thành tích tốt đối với vương quốc càn nguyệt cũng có sự giúp đỡ dù sao người này từ lâu đã cho thấy thái độ muốn ủng hộ tần quân đăng cơ hoàng huynh nguyên phách huynh đợi sau khi đám người tần quân hạ xuống tần vân kích động nói sau khi nhìn thấy được lý nguyên phách và hạo thiên khuyển lo âu trong và khẩn trương lòng hắn trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói có một vị hung thần và yêu vương trấn thủ hắn còn sợ cái lông chúc mỹ nữ nàng cũng muốn tham gia vào cuộc chiến sao tần quân không để ý tới hắn lại nhìn về phía trúc nghiên khanh cười hỏi nghe vậy trúc nghiên khanh liếc mắt nhìn hắn đáp lại vậy thì thế nào không phải thì lại như thế nào ta khuyên nàng tốt nhất hãy buông tha tần quân cười tủm tìm nói tần vân cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn Lẽ nào giao long màu đen này cường đại tới mức thái quá sao? Vì sao? Trúc Nghiên Khanh nhíu lại mày hỏi. Bởi vì nó là của ta. Tần quân tự tin nói. Nhất thời khóe miệng Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh giật một cái. Ngươi nha, nói thẳng ngươi muốn Long Châu không phải được rồi sao? Hừ, Trúc Nghiên Khanh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng tâm tình có chút không vui. Con dao long này toàn thân đều là bảo, ta có thể phân cho các ngươi một chút tần quân xoay người nhìn về phía con dao long màu đen đang tàn sát bừa bãi ở trên mặt hồ cười nói toàn thân rồng trên dưới đều thích hợp để luyện khí luyện dược giết rồng không chỉ có kích thích cũng đại biểu cho tài phú trong khi nói chuyện số lượng tu sĩ tham gia vào cuộc chiến đã vượt quá trăm người tệ nhất cũng có tu sĩ trúc cơ cảnh tầng năm mỗi người bọn họ thi triển ra bản lãnh của mình tần quân nhìn thấy mắt cũng hoa lên pháp thuật ở cự ly xa giống như đều vô cùng có tính xem xét Huống gì là trên trăm tên tu sĩ đấu với rồng. Chiến đấu vẫn trong tình trạng rằng co, rất nhanh liền qua 5 phút, số lượng người tham chiến vẫn duy trì ở chừng trăm người. Tuy rằng thỉnh thoảng có tu sĩ tham gia vào cuộc chiến, nhưng có tu sĩ bị đánh tan, thậm chí lập tức bị xé nát, tàn nhẫn vô cùng. Đối với điều này, Tần Quân từ lâu đã nhìn quen không trách. Chúng ta nên ra tay thôi." Tần Quân lấy đe giật Eagle ra, cười nói, nhìn bọn họ diễn trò lâu như vậy, hắn coi như đã hiểu rõ bằng vào những tu sĩ này, căn bản không đủ để giết chết con dao long màu đen. Con dao long màu đen tu vi thuế phàm cảnh đỉnh phong cường đại không gì sánh được. Những ngọn núi ở xung quanh hồ đã bị đập đến gồ ghề. Thậm chí có một ngọn núi cao tới 500 mét đang lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trong nháy mắt Lý Nguyên Phách hiểu ý, lúc này hắn liền bước ra một bước, vận đủ lực lượng, bỗng nhiên gầm hét lên. Lan, âm thanh giống như vụ nổ hạt nhân, đinh tai nhức óc toàn bộ hồ nước bị chấn động tới mức nước bắn vọt lên các tu sĩ đang chiến đấu chỉ cảm thấy tâm thần chấn động tất cả đều thấy khí huyết cuồn cuộn trong miệng không ngừng phun ra máu tươi thân thể bay ra ngoài cục diện vô cùng đồ sộ vừa hô một tiếng uy lực chấn động tới mức trên trăm tên tu sĩ thổ huyết bay ngược ra ngay cả con dao long màu đen khổng lồ cũng bị sóng âm cọ rửa va chạm vào ngọn núi ở phía sau thân ầm um, một tiếng động vang lên thân thể rồng khổng lồ nện ở trên sườn ngọn núi đã lung lay sắp đổ kia. Ngọn núi cao tới 500 mét trực tiếp ầm ầm rơi xuống. Đúng lúc lại rơi về hướng đám người tần quân, bọn họ chỉ cảm thấy sắc trời nhanh chóng tối tăm lại. Nếu như bị đập chúng, cho dù là tần quân cũng sẽ bị đập thành bánh thịt. Chạy mau, trúc nghiên khanh quát lên, khiến cho tần vân đờ en di dại ra, chợt giật mình tỉnh lại. Tiểu tử này vội vàng chạy nhanh về phía bên cạnh, trúc nghiên khanh nhìn thấy được tần quân không ngờ đứng tại chỗ bất động trong phút chốc nàng dường như phản xạ có điều kiện, đưa tay chộp về phía tần quân. Người còn đứng ngây ra ở chỗ này làm cái gì? Trúc Nhiên Khanh kéo tần quân tay qua, giọng điệu cấp bách quát. Trong khi nói chuyện, nàng liền xoay người muốn lôi kéo tần quân rời đi. Điều này làm cho tần quân ngẩn người ra, thời khắc mấu chốt, tiểu tử tần vân kia chạy trốn rất nhanh. Nhưng thật ra Trúc nghiên Khanh quan hệ không sâu lắm lại tới kéo hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng hình như có một sợi dây cung bị kích thích. Nhà đầu ngốc, trốn cái gì mà trốn, tần quân lắc đầu cười nói, cuồng phong thổi tới, trang phục của hai người bay phần phần, nhìn thần sắc tự tin của tần quân, trong lòng Trúc Nghiên Khanh không khỏi bình tĩnh trở lại. Nói xong, tần quân liền nhìn về phía Lý Nguyên Phách. Trúc Nhiên Khanh lúc này mới để ý tới, còn có Lý Nguyên Phách ở bên cạnh. Tuy rằng Lý Nguyên Phách có thể ngang dọc thú chiều, nhưng ngọn núi trước mắt này cao tới 500 mét. Đó là ngọn núi khổng lồ tới mức nào, hắn có thể dùng lực của bản thân ngăn cản được sao? Chúc Nghiên Khanh có chút nghi ngờ, nhưng nàng vẫn chân tĩnh đứng ở sau lưng Lý Nguyên Phách. Nàng không có ý thức đến tay của mình vẫn nắm lấy Tần Quân. Tần Quân lại chú ý tới, trong lòng cười muốn lật trời. Ta xem như là tiến công chiếm đóng nàng sao? Không nên quá dễ dàng. Chương 202, đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Cùng lúc đó, ngọn núi đã đập xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thấy vậy, ánh mắt Lý Nguyên Phách thoáng ngừng lại, hắn bỗng nhiên nhảy lên, nửa người trên uốn cong về phía sau hai tay nắm kim bằng thần chùy thân thể hiện lên độ cong ực ực tần quân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt tuy rằng hắn rất tín nhiệm đối với lý nguyên phách nhưng thời điểm thật sự nhìn thấy ngọn núi đập xuống loại cảm giác áp bách này người bình thường khó có thể tưởng tượng được hắn cũng không tự chủ được được cảm thấy khẩn trương nhưng ở thời điểm ngọn núi sắp nện ở trên người lý nguyên phách hai tay hắn cầm theo hai búa bỗng nhiên đập về phía trước một cái kim bằng thần chùy trực tiếp nện ở trên sườn núi âm um, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên tần quân và trúc nghiên khanh cả kinh theo bản năng che lỗ tai ở dưới ánh mắt chấn động của hai người thân núi giống như trời cao trực tiếp bị hai búa của lý nguyên phách đập thành phấn vụn những tảng đá vụn với kích thước không giống nhau bắn về phía xung quanh lý nguyên phách tần quân và trúc nghiên khanh ở phía sau lưng lý nguyên phách lại không bị đập đến ầm um, ầm um, ầm um, từng cục đá vụn giống như đạn pháo nện ở trên hồ nước bên bờ hồ rừng cây cùng với trên sườn núi Cục diện giống như tận thế, khiến cho các tu sĩ ở bên trong dãy núi vội vàng chạy trốn. Cục diện hỗn loạn khác thường, mặt đất đang lay động, ngọn núi đang chấn động, hồ nước đang nổi sóng cuồn cuộn, bầu trời bị bụi bặm bao phủ. A, à, chạy mau, nhanh bóp nát tấm bảng gỗ. Kết thúc rồi, không nghĩ tới ta mới vừa vào tới đây đã bị đào thải. Lực lượng của Lý Nguyên phách quá mức cuồng phách, sau khi đập nát ngọn núi, nham thạch bị đánh nát dưới lực va chạm tác dụng, bay về bốn phương tám hướng. Lực va chạm của nó thật không dám khinh thường, nếu như bị đập chúng, không chết cũng bị thương. Tần quân nhìn theo bóng lưng của Lý Nguyên Phách, cảm xúc dâng trào. Đây mới là lực lượng nam nhân nên có. Thật quá bá đạo, tần quân đã bắt đầu huyễn tưởng hình ảnh chống đỡ một ngọn núi khổng lồ. Trúc Nghiên Khanh cũng bị Lý Nguyên Phách chấn động, đôi mắt đẹp mở thật lớn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng ngây người nhìn Lý Nguyên Phách. Nó có thể cảm giác được Lý Nguyên Phách căn bản không có vận dụng linh lực, hoàn toàn là lực lượng thân thể đã biểu hiện ra được chấn động như vậy. Ngọn núi cao 500 mét nặng tới mức nào, vạn cân cũng không thể nào hình dung nổi. Trăm vạn cân cũng không quá đáng, ngọn núi như vậy rơi xuống, tương đương với lực lượng đã ngoài trăm vạn cân ép xuống. Lý Nguyên Phách chỉ dựa vào hai bố liền đánh nát nó. Mấu chốt nhất chính là hắn gần như cũng không lui lại, thân thể thậm chí cũng không có run rẩy. Phỉ ngọc thụ ở bên ngoài thế giới pháp bảo không nhịn được run lên. Tuy rằng hắn đang không ngừng đưa tấm bảng gỗ cho tuyển thủ, nhưng lực chú ý vẫn rơi vào trên người đám người tần quân. Khi nhìn thấy được Lý Nguyên Phách biểu hiện như vậy, cho dù hắn là tu vi địa tiên cảnh cũng không nhịn được, hít vào một hơi khí lạnh. "Phỉ trưởng lão thế nào?" Từ Quỷ khốc nghi ngờ hỏi, "Lẽ nào cuộc thi đấu xảy ra chuyện gì không đúng?" "Không có việc gì." Phỉ Ngọc Thụ hít sâu một hơi, cố nén cảm giác không bình tĩnh trong lòng, đáp lại. Lấy nhãn giới của hắn tất nhiên nhìn ra được lý nguyên phách hoàn toàn là dựa vào lực lượng đập nổ ngọn núi kia không trách được trong lúc sát hạch trước đó hắn có thể quét ngang chín bức tượng hình người tu vi thuế phàm cảnh hóa ra không phải tu vi cao thâm dựa vào là lực lượng thân thể bá đạo vô cùng tu vi đạt được địa tiên cảnh linh lực liền sẽ lột xác thành pháp lực lý nguyên phách chính là chim đại bàng cánh vàng hóa thân giống loài ở thời thượng cổ nếu không lộ rõ pháp lực cho dù là cường giả thiên tiên cảnh cũng rất khó đoán ra được cảnh giới của hắn Người này nếu không phải là kẻ địch của thần kiếm đường ta, vậy nhất định phải bắt lấy hắn. Trong lòng phỉ ngọc thụ đang nghĩ, trong nháy mắt này, ở trong lòng hắn, giá trị của Lý Nguyên Phách còn cao hơn tần quân. Tuy rằng Lý Nguyên Phách thoạt nhìn có chút sự ngu dại, nhưng thiên phú chiến đấu bày ra ở nơi đó, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Bịch, Lý Nguyên Phách rơi vào bên bờ hồ, xoay người nhìn tần quân cười nói. Đa tạ điện hạ tín nhiệm, tuy rằng hắn ngu dốt nhưng hắn không có đạt tới trình độ mốc đến não tàn, Tần quân không né tránh, rõ ràng là tín nhiệm hắn. Điều này làm cho tâm tình hắn rất khoan khoái. Khi hắn vừa nói cho hết lời, phía sau lại có đá vụn rơi xuống, giống như mưa xa rơi vào trong hồ. Bụi bặm giống như mây sương mù cuồn cuộn, cảnh tượng đó phối hợp với hắn cười khúc khích, khiến cho tần quân không nhịn được cảm thấy xúc động. Tuy rằng Lý Nguyên phách ngốc, nhưng hắn dù gì cũng là thần ma mức độ trung thành giá trị đầy hiếm có. Lực chiến đấu khủng khiếp như vậy, đối mặt với tần quân lại giống như một đứa bé. Mặc dù biết hắn là hệ thống triệu hồi ra, nhưng tần quân vẫn có chút cảm động. Ngày khác ta sương hoàng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tần quân âm thầm nghĩ, vừa nghĩ hắn vừa lấy ra ngân long chu hồn, tiếp theo giao cho ta. Một tay tần quân cầm ngân long chu hồn, nhìn Lý Nguyên Phách cười nói. Nói xong hắn liền quay đầu lại, nhìn về phía Trúc Nhiên Khanh, nháy mắt ra hiệu cười nói. Cảm ơn nàng vừa rồi đã cứu giúp, xem ra trong lòng nàng có ta, có phải đã sớm thích ta hay không? Trúc Nhiên Khanh bị hắn nói vậy, khuôn mặt đỏ lên. Nàng vừa định giải thích, đôi mắt đẹp liền trợn trừng. Chỉ thấy từ kim đế hoàng giáp bắt đầu bao trùm ở trên người tần quân. Từ hai tay, hai chân đến thân thể, cuối cùng là đầu và áo choàng. Bụi bặm cuồn cuộn lan tràn trên mặt hồ, cuồng phong thổi tới, khiến cái lông chim màu tím đỏ trên mũ giáp của tần quân không ngừng lay động. Áo choàng còn phát ra những tiếng phần phật, không ngừng tung bay. Giờ phút này, khí thế của tần quân đột nhiên biến đổi lúc trước hắn còn có chút lỗ máng, nhưng lúc này toàn thân hắn giống như quân vương cái thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, toàn thân tản ra tự tin cường đại vô địch. Trúc Nghiên Khanh nhìn thấy hắn trước sau tương phản như vậy, toàn thân đều ngây dại ra. Hai chân tần quân thoáng khụy xuống, ngay sau đó thân thể giống như đạn pháo nhảy lên. Hắn giơ ngân long chu hồn lên cao, phóng về phía con dao long màu đen bị đá vụn vùi lấp ở đối diện hồ nước. Chương 203, người và rồng đại chiến một. Nữ hài nào mà không hoài xuân? cho dù Trúc Nghiên Khanh tính cách lãnh đạm cũng vậy, chỉ là nàng chưa bao giờ thổ lộ ra, người trong tim của nàng nhất định là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, đồng thời cũng là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Người trước rất phù hợp với Tần Quân, người sau cũng miễn cưỡng phù hợp. Nhất là ngày ấy ở trước thanh đồng quan, Tần Quân trưởng nghĩa đứng ra, hoàn toàn không sợ hãi chút nào trước uy áp của Hoàng Triều thay nàng ngăn cản binh sĩ trấn thủ quan ải. Khi đó, bóng dáng của Tần Quân liền hoàn toàn khắc sau ở trong lòng Trúc Nghiên Khanh. Chỉ có điều người này bình thường quá lỗ mãng, bao giờ cũng không đứng đắn. Cho nên Trúc Nghiên Khanh có thể kiềm chế được tình cảm trong lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy được Tần Quân thân mặc Tử Kim Đế Hoàng giáp, đột nhiên nàng cho rằng Tần Quân chính là người bạn đời trong lòng nàng huyễn tưởng ra. Đỉnh Thiên lập địa, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, Tần Quân cũng không biết ý nghĩ này của Trúc Nghiên Khanh. Hắn sở dĩ triệu hồi ra Tử Kim Đế Hoàng giáp không phải là để đùa giỡn tỏ ra soái mà là hắn dự phòng nếu chẳng may xảy ra nếu chẳng may hắn đánh không lại con dao long màu đen bị thương thì sao? Mạng cũng chỉ có một, hắn phải thận trọng, ngâm, nhìn tần quân bay về phía mình, con dao long màu đen gào thét một tiếng, sau đó dãy ruộng muốn từ trong đống đá lao ra. Đáng tiếc trên người nó đã vụn nhiều tới mức không có cách nào tính hết. Rất khó tưởng tượng được chúng tổng cộng nặng bao nhiêu cân. Tốc độ của tần quân cực nhanh, mặc dù mặc tử kim đế hoàng giáp, nhưng hắn cảm giác người nhẹ như không có gì, tốc độ bay cực nhanh. Ngốc rồng, tiếp ta một đòn, tần quân nghiêm túc quát lớn một tiếng, ở trên không trung trực tiếp sử dụng sát na phương hoa. Lôi điện lượn lờ trong người, tốc độ lại một lần nữa đột phá, giống như một đạo lôi quang cắt qua không gian, trong chớp mắt liền rơi vào chỗ cổ của con dao long màu đen. Keng, một tiếng động vang lên, vảy giáp màu đen của con dao long nhìn như kiên cố không gì phá vỡ nổi lại bị ngân long chu hồn dễ dàng đâm thùng. Máu rồng theo đó bắn ra xa, bắn vào phía trên tử kim đế hoàng giáp của tần quân nhưng từ kim đế hoàng giáp sáng bóng trơn nhẫn không thể tưởng tượng nổi. Máu rồng không ngờ trực tiếp chảy xuống, cũng không lưu lại một vết tích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những tu sĩ còn sống sót kia trợn mắt há hốc mồm. Lý Nguyên phách kinh khủng như vậy, cũng không tính là gì. Tần quân không ngờ cũng trâu bò như vậy, bọn họ liên thủ cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của con dao long màu đen. Nhưng tần quân lại chỉ một đòn đã làm được, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra sự tranh lệch giữa bọn họ. Trong lúc nhất thời, địa vị của tần quân ở trong lòng bọn họ trong nháy mắt lại tăng cao bọn họ không biết tần quân mặc dù có thể có biểu hiện xuất sắc như thế không thể không tính tới công của ngân long chu hồn trong tay xem ra thực sự là khắc tinh của long tộc tần quân mừng rỡ lúc này hắn liền rút ra ngân long chu hồn chuẩn bị lại đâm thêm mấy cái vậy mà lúc này con dao long màu đen đang ngâm dài bỗng nhiên đứng dậy ném tần quân ra ngoài thân thể rồng khổng lồ lắc một cái đá vụn trên người nó liền bị bắn bay ra ngoài những tu sĩ đang đứng phía xa, thấy cả tượng như vậy, cả kinh vội vàng tránh né. Ngọn núi sụp đổ, tuy rằng đập chết và đào thải hơn 10 người, nhưng có trên trăm tên tu sĩ tập trung ở gần đây. Thậm chí còn có các tu sĩ không ngừng tập trung về phía bên này. Bao nhiêu người sống cả đời cũng khó gặp được rồng, cho nên nghe được tiếng rồng ngâm và tiếng nổ mạnh vang trời, bọn họ liền chạy tới xem náo nhiệt. Dù sao nhiều người, muốn chết cũng sẽ không phải là mình. Ôm tâm trạng như vậy, các tu sĩ đều điên cuồng chạy tới. Còn dám kiêu ngạo sao, thiếu chút nữa bị con dao long màu đen ném rơi xuống hồ, tần quân nhất thời tức giận. Hắn lại giống như rồng lao ra, lại là một đòn sát na phương hoa, tốc độ mau tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả con dao long màu đen cũng không có cách nào nắm bắt được quỹ tích. Một tiếng động vang lên, tần quân giống như mũi tên nhọn đâm trúng vào lưng của con dao long màu đen. Máu rồng đỏ tươi bắn ra, khóe miệng tần quân thoáng cong len thân thể bỗng nhiên cầm lấy ngân long chu hồn xoay tròn ngân long chu hồn giống như máy khoan điện khoan cắt máu thịt của con dao long màu đen con dao long màu đen đau đến mức gào thét liên tục nhìn thấy cảnh tượng như vậy các tu sĩ cảm thấy trái tim mình băng giá bọn họ không nhịn được liên tưởng chiêu này bị sử dụng ở trên người mình nhất thời tất cả khiếp sợ tới cực độ bên hồ trúc nghiên khanh và tần vân đang lo lắng nhìn tần quân tần vân với giọng điệu cấp bách nhìn về phía lý nguyên phách thúc giục nguyên phách huynh nhanh đi trợ giúp, điện hạ đã nói, không cho phép nhúng tay." Lý Nguyên Phách lắc đầu nói, "Đương nhiên nếu như Tần Quân xuất hiện nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ giống như sấm sét, lập tức ra tay." Đừng thấy khoảng cách hai bên xa tới mấy trăm thước, Lý Nguyên Phách một búa ném qua, tuyệt đối không cần tới một giây. Ầm, con dao long màu đen bỗng nhiên hướng về phía Tần Quân phun ra một hơi thở rồng. Lửa cháy mạnh cuồn cuộn kéo trước mặt Tần Quân, khí thể nóng rực đánh vào trên mặt hắn, hắn khiếp sợ đến mức vội vàng né tránh. Mặc dù tránh ra nhanh, mà tần quân cũng bị nướng đến mức đỏ bừng. Tê liệt, ép ta, tần quân gầm khẽ một tiếng. Trong phút chốc thân thể hắn bỗng nhiên lớn mạnh, trong nháy mắt hắn đã cao tới hai trượng, tương đương với sáu thước cao. Ở trước con dao long màu đen tuy rằng hắn vẫn rất nhỏ, nhưng thoạt nhìn vẫn có lực đánh vào thị giác. Xôn sao, các tu sĩ đứng ngoài xem nhất thời xôn sao, nhìn thân hình tần quân tăng lên gấp bội, trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ông trời của ta, đây là pháp thuật gì vậy ta hoa mắt sao chẳng lẽ là thủ thuật che mắt hắn động ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người tần quân ngay cả phỉ ngọc thụ ở bên ngoài thế giới pháp bảo cũng vậy hắn thầm nghĩ tiểu tử này không ngờ tinh thông không ít pháp thuật bí truyền hắn lại không biết tần quân điều khiển sương mù đằng vân kích thước như ý đã vượt ra ngoài phạm trù của pháp thuật chỉ có điều tu vi của hắn thấp biểu hiện không đủ cường đại đạt được độ cao tới hai trượng tần quân đập một cái xuống Chỗ tinh diệu thật sự của thuật kích thước như ý chính là lực lượng tùy theo hình thể biến hóa mà biến hóa theo. Chương 204, người và rồng đại chiến 2. Tương đương với thời khắc này, lực lượng của Tần Quân tăng lên gấp bội. Hắn đập một cái xuống, dường như long trời lở đất. Ầm, um, một tiếng động vang lên, con dao long màu đen bị đập vào trong hồ, bắn lên cột nước cao 10 thước. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên ý thức được thiếu sót của mình. Hắn thiếu pháp thuật sát thương viễn trình mang tính quy mô có thời cơ tốt để thừa thắng xông lên đáng tiếc hắn cũng không thể lẻn vào trong hồ giao đấu cùng con dao long màu đen đi tần quân tự tin mấy đi nữa cũng sẽ không cho rằng mình ở trong nước có thể chiến thắng được con dao long màu đen bản thân rồng chính là sinh vật trong nước nhưng hắn cũng không muốn chờ đợi tay trái của hắn liên tiếp đánh ra lôi quang từng cột ánh sáng lôi điện đánh vào trong hồ giáng tiếc phạm vi quá nhỏ có thể đánh chúng hay không vẫn là một vấn đề a à, đó không phải là yêu nhiệt cửu tinh tần quân sao trên một đỉnh núi có hai nam tử đang đứng, một béo một gầy. Không ngờ là lạc yên song ác, chư vương và quỷ đói. Nhìn tần quân thân mặc tử kim đế hoàng giáp, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra lòng tham. Tuy rằng bọn họ rất kinh ngạc vì sao tần quân trở nên khổng lồ như vậy, nhưng bọn họ liếc mắt liền nhìn ra tử kim đế hoàng giáp không tầm thường. Hơn nữa tạo hình của nó khi phách, tuyệt đối thuộc về nam nhân lãng mạn. Tìm cơ hội giành lại, quỷ đói nhẹ giọng nói, gương mặt phì nộn của chư Vương cũng lộ ra vẻ âm hiểm lạc yên song ác, chữ ác không có khả năng không có lửa mà lại có khói. tuy rằng phần lớn thời gian bọn họ là làm chuyện nghĩ hiệp, nhưng có một chút hoạt động ác độc. chỉ có điều bọn họ có nguyên tắc của mình, không động thủ đối với bách tính, không động thủ đối với tu sĩ dưới kim đan cảnh, mà vừa vặn người trong hai phạm vi này là tối đa. cho nên bọn họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ. yêu an phủ cũng không dám tùy ý bắt bọn họ lại. ầm. Um, một tiếng động lại vang lên kèm theo đó là tiếng rồng ngâm vang vọng con dao long màu đen từ trong hồ bay ra quỷ đói và chư vương cả kinh trợn tròn hai mắt thật sự là rồng tần quân cũng không biết mình bị lạc yên song ác để mắt tới hắn nhìn con dao long màu đen cuồng bạo trong mắt lóe lên tinh quang vào thời khắc này toàn thân con dao long màu đen đều là máu trên người nó còn có hai lỗ máu vô cùng thê lương hơn nữa lúc trước bị các tu sĩ bao vây tấn công giao long màu đen lúc này đã là cạn sức. Nhưng con súc sinh này lại nắm chặt long châu không tha, thật là chấp nhất. Hừ, ta cũng không tin, tần quân bỗng nhiên đằng vân lao lên, bay tới cách mặt hồ hơn một nghìn thước. Con dao long màu đen trong lúc cuồng nộ, không có lý trí. Thân thể rồng chợt xoay lại, phóng về phía hắn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, khẩn trương nhìn chăm chú vào trận người và rồng đại chiến này. Tần quân hít sâu một hơi, hắn không có bao nhiêu do dự, trực tiếp lao người xuống trong nháy mắt quấn lấy mặt ngoài của ngân long chu hồn sát na phương hoa được phát động giống như một đạo gió lốc thiên lôi lao xuống khiến cho các tu sĩ không nhịn được nheo mắt lại trúc nghiên khanh khẩn trương nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi lạnh tần quân đánh ra một đòn này thoạt nhìn lại cực kỳ nguy hiểm nếu như có chút sai lầm nào trinh là thịt nát xương tan nhưng người này không ngờ hoàn toàn không có chút sợ hãi nào điểm này khiến cho tu sĩ đang quan sát cuộc chiến đều kính nể không thôi khi lôi điện của sát na phương hoa lao vọt vào trên thân thể của con dao long màu đen bắn ra ánh sáng mạnh chói mắt tần quân đâm một cái chúng vào đầu của con dao long màu đen trong phút chốc tần quân chỉ cảm thấy phạm vi tầm nhìn của hắn đã bị máu rồng nhuộm đỏ ầm um, một tiếng động vang lên tần quân đè lên con dao long màu đen liền rơi về phía hồ nước bên dưới hình ảnh vô cùng đồ sộ các tu sĩ nhìn thấy hô hấp dồn dập bọn họ hy vọng tần quân có thể giết chết con dao long màu đen nhưng lại cảm thấy không có khả năng này đây chính là một con dao long màu đen tu vi thuế phàm cảnh nếu như tần quân không có ngân long chu hồn khẳng định không phải là đối thủ của con dao long màu đen nhưng cầm ngân long chu hồn hắn trinh là khắc tinh của con dao long màu đen phòng ngự của con dao long màu đen dường như không có tác dụng gì đối với hắn giống như một người khổng lồ ôm lấy con rồng đen từ trên cao rơi xuống trong quá trình này tần quân bỗng nhiên cảm giác một nguồn nhiệt kỳ dị theo thân truyền vào trong lòng bàn tay hắn càng lúc càng nóng nóng đến mức hắn nhe răng nhếch miệng hắn cảm giác thịt ở lòng bàn tay đã bị nướng và dính với cán thương ở chung một chỗ ầm um, tần quân chỉ cảm thấy trong đầu chợt nổ tung trong nháy mắt ý thức của hắn rơi vào trong sự trống rỗng cùng lúc đó tiếng gào thét của con dao long màu đen càng thê lương hơn tất cả mọi người nghe được tiếng gào thét này trái tim băng giá rất khó tưởng tượng được giao long màu đen rốt cuộc đang chịu sự thống khổ như thế nào. Bịch, một tiếng vang lên, một người một con rồng giống như đạn pháo đập vào trong hồ. Bọt nước văng ra khắp nơi, sóng hồ vỗ về phía bên bờ, đám người Lý Nguyên phách cả kinh vội vàng né tránh. Hoàng Huynh, Tần Vân khẩn trương kêu lên, ánh mắt Trúc Nghiên Khanh cũng nhìn chằm chằm vào mặt hồ, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Lý Nguyên phách nắm chặt kim bằng thần trùy, đang muốn ra tay. Nhưng Hạo Thiên khuyển lại ngăn cản hắn lại, cũng truyền âm nói, đừng hoảng hốt, khí thức của điện hạ đang nâng cao, mà sức sống của con dao long này lại đang nhanh chóng mất đi. Lý Nguyên Phách tuy rằng nghe không hiểu, nhưng hiểu rõ tần quân hình như sắp thắng. Tần quân và con dao long này, ai sẽ thắng? Ta cảm giác tần quân chắc hẳn đánh không thắng được, dù sao con yêu long kia đã tới thuế phàm cảnh. Tần quân chỉ là tu sĩ kim đan cảnh tầng 3 nho nhỏ. Không sai, thiên phú có cao tới đâu, trước mặt thực lực bày ra ở nơi đó, tiểu tử này xem ra phải bỏ mạng đáng tiếc cho yêu nghiệt thiên phú được đánh giá cửu tinh. Các tu sĩ bàn luận ẩm ý, phần lớn mọi người đều cho rằng tần quân sẽ chết, đương nhiên bọn họ càng hy vọng tần quân sẽ chết, chư vương và quỷ đói gấp đến độ rậm chân, nếu như tần quân vùi thân ở trong hồ, vậy độ khó bọn họ lấy được tử kim đế hoàng giáp sẽ nâng cao rất lớn. chương 205, Pháp bảo hậu thiên, ngâm, đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm từ trong hồ vang lên âm thanh càng minh mông càng bá đạo hơn so với tiếng rồng ngâm của con dao long màu đen. Nếu như âm thanh của dao long màu đen là bá đạo cuồng bạo, như vậy tiếng rồng ngâm này lại dường như đến từ vĩnh hằng, giống như đế hoàng trong loài rồng. Hạo Thiên Khuyển và Lý Nguyên Phách biến sắc, bởi vì bọn họ không ngờ từ trong hồ cảm giác được một tiêu uy áp khiến cho bọn họ sởn tóc gáy. ầm, um, một tiếng động vang lên, con dao long màu đen bỗng nhiên phá vỡ mặt hồ bay lên. Thời khắc này toàn thân nó đều là máu đầu rồng còn có một lỗ máu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng nó lại vẫn ngoan cường sống sót, lực sinh mạng khiến người ta thán phục, Giao long màu đen bay ra. Vậy tần quân thì sao? Chết rồi sao? Các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt trúc nghiên khanh trắng bệch, tần vân cũng choáng váng. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới tần quân vừa tiến đến đây, đã phải chết. Đúng lúc này, tiếng rồng ngâm minh mông cuồn cuộn lúc trước lại vang lên lần nữa nhưng mà các tu sĩ chú ý thấy con dao long màu đen không mở miệng. xôn sao, tất cả mọi người xôn xao. lẽ nào đáy hồ còn che giấu một con rồng còn cường đại hơn? nghĩ đến đây bọn họ bỗng nhiên bắt đầu thông cảm cho tần quân. chắc hẳn tần quân đã vùi thân ở bên trong bụng rồng. toàn thân trúc nghiên khanh càng run lên, nàng dường như mất hồn phách, thân thể lắc lư giống như sắp ngã. ầm ừ, một con rồng bạc phá vỡ mặt hồ bay ra, đồng thời tần quân cũng bay ra theo phần đuôi của con rồng bạc và ngân long chu hồn của tần quân núi liền nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện được con rồng bạc này rõ ràng không phải là thực chất giống như ảo ảnh nhưng tản ra uy áp rất mạnh con rồng bạc xoay ở xung quanh thân tần quân thần uy không tầm thường nó phối hợp với tần quân thân mặc tử kim đế hoàng giáp giống như thần linh nhìn thấy cảnh tượng như vậy các tu sĩ há hốc mồm ánh mắt mọi người đều tập trung trên ngân long chu hồn ở trong tay tần quân rất rõ ràng con rồng bạc này đến từ thanh thương trong tay hắn. Giết hàng vạn hàng nghìn yêu ma tế thiên, tàn sát thần Phật khắp bầu trời chút giận, một giọng điệu bá đạo cuồn cuộn vang vọng ở trong đầu tần quân, kéo ý thức của tần quân từ trong hỗn trở lại. Hắn mở mắt ra, đồng tử của hắn không ngờ biến thành màu bạc, giống như tinh thạch, vô cùng quỷ dị. Long hồn thượng cổ bên trong ngân long chu hồn dĩ nhiên thức tỉnh. Giờ phút này tần quân có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ngân long chu hồn truyền đến lực lượng dâng trào, giống như biển rộng minh mông. Thoải mái, đây là uy năng chân chính của pháp khí thiên phẩm sao. Trong lòng tần quân kích động, biểu hiện ra lại là vẻ phong khinh vân đạm. Vẻ mặt tự tin nhìn con dao long màu đen đang sợ hãi. Hồn phách của nó bị ngân long chu hồn hấp thu gần nửa. Lúc này đã chiến lược tổn hao rất nhiều, thậm chí thần trí không rõ. Nó chỉ dựa vào bản năng rời xa tần quân nên đưa ngươi xuống địa ngục rồi tần quân khẽ cười một tiếng không có sự đồng tình bỗng nhiên phóng về phía con dao long màu đen sát na phương hoa trong khoảng khắc được phát động tần quân đưa con rồng bạc quấn vòng quanh tốc độ đạt đến mức tận cùng ở trong mắt những người khác hắn giống như con rồng bạc thế không thể đỡ lao về phía dao long màu đen lần này sát na phương hoa so với lúc trước đã nhanh hơn không chỉ gấp đôi phụt một tiếng động vang lên Tần quân trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của con dao long màu đen. Máu tươi bắn ra, con dao long màu đen kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó một hư ảnh từ trong thân thể rồng bay ra, lấy mắt thường có thể thấy được bay vào trong miệng của con rồng bạc đang quay xung quanh thân của tần quân. Các tu sĩ nhìn thấy lại chẳng biết tại sao. Hạo Thiên Khuyển và Phỉ Ngọc Thụ ở bên ngoài thế giới pháp bảo lại hít vào một hơi khí lạnh. Hút hồn, hư ảnh này thình lình là hồn phách của con dao long màu đen, lại bị tần quân thu hồn, Lấy tầm mắt của bọn họ tất nhiên nhìn ra được con rồng bạc kia chính là khí hồn của thanh trường thương trong tay tần quân. Pháp khí nắm giữ khí hồn chỉ ít phải đạt được thiên phẩm. Sau khi hấp thu hồn phách của con dao long màu đen, tần quân lại cảm giác ngân long chu hồn trong tay trở nên cực nóng. Ngân long chu hồn hấp thu hồn phách của con dao long tư vi thuế phạm cảnh chín tầng, thăng cấp làm pháp bảo hậu thiên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho tần quân ngẩn người. Pháp bảo hậu thiên, đúng lúc này, con dao long màu đen bắt đầu rơi về phía hồ nước. Long châu ở trong long chảo cũng rơi ra ngoài, cảnh tượng như vậy khiến cho đồng tử của các tu sĩ nhất thời co lại. Âm, um, âm, um, ầm, um, từng tu sĩ bạo phát ra tốc độ nhanh nhất lao về phía long châu. Ngay cả chư vương và quỷ đói cũng vậy, trời à, dám cướp bảo, tất cả đều đặc biệt chán sống rồi sao. Tần quân nhất thời nổi giận, nhanh chóng bay tới nắm lấy long châu, thu nó vào trong không gian thần thoại. Sau đó hắn cầm trường thương, trừng mắt lạnh nhìn các tu sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới. Con rồng bạc quấn quanh toàn thân hắn, phát ra một tiếng rồng ngâm cảm giác vô cùng áp bách. Tần quân bỗng nhiên đâm ra một thương, con rồng bạc liền theo đó phóng đi, rất có tư thế cắn nuốt kẻ địch. Một đám chuột nhất cũng dám nhúng chàm bảo bối của điện hạ ta. Bên bờ hồ, Lý Nguyên Phách cũng nổi giận, lúc này hắn liền ném kim bằng thần trùy đang cầm trong tay phải ra. Trùy lớn xé rách không khí, gần như trong vòng một giây đã vượt qua khoảng cách mấy trăm thước, trực tiếp đập nổ tám gã tu sĩ trên đường đi. Máu tươi bắn ngang ra khắp trời cao, ầm, um, con rồng bạc trực tiếp đánh bay một tu sĩ kim đan cảnh tầng 8 sông lên phía trước nhất. Lại thêm Lý Nguyên Phách bỗng nhiên ra tay, tất cả tu sĩ đều ngừng lại. Ánh mắt bọn họ không tốt nhìn chằm chằm vào tần quân. Lý Nguyên Phách nhanh chóng đi tới bên cạnh tần quân, hắn giơ tay phải lên, thanh kim bằng thần chùy bay trên không trung, vù một tiếng liền bay vào trong tay hắn. Đứng ở bên cạnh tần quân, sát khí của hắn trùng thiên khí thế không kém chút nào so với tần quân được con rồng bạc quấn quanh hai người đứng sóng vai dường như thiên hạ không người nào có thể địch nổi cho các ngươi thời gian ba hơi thở để lui lại bằng không đừng trách ta không khách khí tần quân trầm giọng quát trong khi nói chuyện tay phải hắn nắm chặt ngân long chu hồn thương long hồn thượng cổ quấn ở xung quanh người hắn giống như khói mù tiêu tan bên ngoài thế giới pháp bảo Phỉ Ngọc Thụ lại đang hiếu kỳ không biết Tần Quân làm như thế nào nhận được pháp khí như vậy. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra Tử Kim Đế Hoàng giáp trên người Tần Quân cũng rất không tầm thường. Người này cũng không đơn giản chỉ là đến từ Vương quốc, khẳng định hắn có bối cảnh sâu hơn, mà vài tu sĩ bao vây xung quanh Tần Quân nhìn thấy được hắn thu con rồng bạc lại, lá gan trái lại lớn hơn nữa. Chỉ có điều ngại vì Lý Nguyên Phách ở bên cạnh, bọn họ cũng không dám làm chim đầu đàn. Lúc này, càng lúc càng có nhiều tu sĩ bay về phía trên hồ. Sau khi đạt được kim đan cảnh, bọn họ có thể ngự không phi hành. Tu sĩ trúc cơ cảnh chỉ có thể dựa vào pháp khí. Tần quân bình thường thích sử dụng thuật điều khiển sương mù đằng vân, bởi vì trông rất xoái. Tần quân thấy vậy, trong lòng buồn bực, lão tử tâm tình tốt mới tha cho các người rời khỏi đây. Nếu như các người cứ u mê, một mực không chịu giác ngộ, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, tần quân bỗng nhiên lấy ra ra đặc lâm diệt thế bề ngoài của nó tối tăm dữ tợn khiến người ta không nhịn được cảm thấy trái tim băng giá giống như một vị yêu thú bị tần quân cầm lấy chỉ mới nhìn thôi đã khiến cho trong lòng người ta cảm thấy sợ hãi a à, đây là vật gì chắc là pháp khí cao dai nào đó sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ hai người bọn họ sao lý nguyên phách quá mạnh mẽ chúng ta không thể cứng rắn xông tới không chỉ phải đoạt lấy long châu còn phải tránh được pháp khí của hắn chương 206, tàn bạo, các tu sĩ bàn luận ẩm ý, bơm hơi cho nhau. Tần quân nghe được thiếu chút nữa tức phát nổ, các ngươi trắng trận biểu hiện ra ý nghĩ của các ngươi như vậy, có suy nghĩ đến cảm nhận của ta hay không? Nếu các ngươi không nể mặt ta, vậy ta cũng không khách khí nữa. Lúc này tần quân rót linh lực vào trong gia đặc lâm diệt thế. Ngay sau đó gia đặc lâm diệt thế liền bắt đầu vận chuyển, phát ra tiếng động giống như tiếng dã thú gầm gừ. Ngọn lửa phun ra, vô số viên đạn giống như mưa xa lao về phía các tu sĩ. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, khiến cho các tu sĩ không kịp phản ứng nữa. Tháp tháp tháp, tiếng đạn bắn ra khiến cho thiên địa trở nên ồn ào. Từng tên tu sĩ trực tiếp bị bắn thành cái sàng, máu tươi bắn ra, máu thịt rơi xuống, cục diện vô cùng đẫm máu. Các tu sĩ còn lại nhìn thấy vậy, ra đầu tê dại. Cho các người muốn cướp đồ của lão tử, tần quân giận dữ hết, hắn đứng ở trên mây mù bước chân bắt đầu di chuyển. Gia đặc lâm diệt thế quét ngang đi, đạn linh lực có lực lượng phá hoại rất mạnh, chỉ một phút gần vạn viên đạn bắn ra, lực phá hoại của nó khó có thể tưởng tượng được, các ngọn núi ở xung quanh hồ vốn trận dòng nước bị bắn cho bắt đầu tan rã. Đá vụn bay ngang, bụi bằm cuốn lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thật lâu ở bên trong dãy núi, dường như đến từ luyện ngục nhân gian. Gia đặc lâm diệt thế vừa ra, quỷ thần cũng phải khóc. Tuy rằng gần đây không có quỷ thần, nhưng những tu sĩ này lại khiếp sợ đến mức tè ra quần ta ngất đây là thứ gì vậy quá tàn bạo chư vương vừa né tránh vừa tức giận mở miệng mắng lớn quỷ đói cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng tần quân rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí cao dai một ít tu sĩ không kịp trốn tránh vội vàng lấy ra tấm bảng gỗ bóp nát gia đặc lâm diệt thế có lực sát thương gần như không có cách nào hóa giải mặc dù là cao thủ thuế phàm cảnh cũng không dám khinh thường ánh mắt lý nguyên phách sáng quắc nhìn chằm chằm vào gia đặc lâm diệt thế trong tay tần quân hắn thích bạo lực tất nhiên liếc mắt liền yêu thích ra đặc lâm diệt thế tần vân ở bên bờ nhìn tới trợn mắt há hốc mồm hắn thiếu chút nữa quỳ xuống tần quân không ngờ lấy ra một pháp khí thần bí dễ dàng bắn chết trăm tên tu sĩ những tu sĩ từ phía xa chạy đến xem trò vui vừa nhìn thấy ra đặc lâm diệt thế cuồng bạo khiếp sợ đến mức vội vàng quay đầu trở lại bọn họ rất sợ mình sẽ gặp phải tai bay vạ gió treo lên bảo tần vân nghẹn nửa ngày mới thốt ra ba chữ hắn phát hiện từ ngữ của mình căn bản không có cách nào hình dung về cảnh tượng lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng từ ngữ kỳ quái tần quân bình thường nói để hình dung trúc nghiên khanh thấy vậy khẽ nhíu mày cảnh tượng trước mắt quả thực quá mức hung tàn nhưng nàng cũng không phản cảm bởi vì nàng biết nhân từ có đôi khi là trí mạng chỉ có điều nàng hiếu kỳ chính là ra đặc lâm diệt thế trong tay tần quân rốt cuộc là pháp khí gì đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được phóng tầm mắt ra toàn bộ nam vực tuyệt đối tìm không ra người thứ hai nhận ra được Gia Đặc Lâm. Nếu có, vậy tần quân phải giết chết hắn, cùng một thế giới không thể dung được hai người xuyên qua. Quét ngang một vòng, lại quét nghiêng một vòng, làm cho các tu sĩ không dám tới gần hắn trong phạm vi 300 thước. Qua một phút, tần quân mới có thể dừng nổ súng. Không phải hắn không đành lòng tiếp tục làm bậy, mà là linh lực đã hết sạch. Gia Đặc Lâm diệt thế có nhu cầu đối với chân khí còn nhiều gấp mấy trăm lần so với Desert Eagle. Tiếp tục như vậy nữa, hắn ngay cả duy trì thuật điều khiển xương mù đằng vân cũng làm không được. Hừ, một đàn hầu tử cũng dám tập kích con hổ. Tần quân đắc ý hừ nói, một phút bị diệt thế gia đặc lâm bắn ít nhất cũng có bốn năm mươi tu sĩ chết đi. Còn có hơn 10 người bị buộc phải bóp nát tấm bảng gỗ. Đối với điều này, hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn. Bản thân những tu sĩ này nảy lòng tham đối với pháp khí của hắn, thậm chí còn muốn tính mạng của hắn. Nếu hắn còn nương tay, vậy chính là thánh mẫu rồi hắn có nguyên tắc của mình, người vô tội không giết, người có ân phải báo đáp, kẻ địch phải giết. Tần quân xoay người liền bay về phía đám người Trúc Nghiên Khanh đang ở bên hồ chờ. Lý Nguyên phách theo sát phía sau, lúc này, đã không còn người nào dám gây sự với tần quân. Ngay cả chư vương và quỷ đói lúc trước tràn đầy tự tin, cũng trầm mặc. Số tu sĩ còn lại trốn ở trong rừng cây, trên đỉnh núi cũng theo trầm mặc. Trên thế giới khiến cho người phát điên nhất, còn không phải là chiến sĩ ở giữa cuộc tranh phong của xạ thủ và pháp sư sao? Lẽ nào lại bỏ đi như vậy? Ủy đói cắn răng hỏi, đôi mắt tì hí của chư vương hít lại thành khe, trầm giọng nói. Sau này lại tìm cơ hội, bọn họ quá mức phong quang, nhất định sẽ dẫn tới những người tham gia thi đấu còn lại bao vây tấn công. Khi đó chính là cơ hội, không chỉ có bọn họ, những người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Khi trong những người tham gia thi đấu xuất hiện tồn tại chiến lực vượt xa phần lớn những người còn lại, nhất định sẽ dẫn tới bọn họ cùng nhau công kích cùng lúc đó tần quân và lý nguyên phách rơi vào bên bờ tần vân lại gần như kích động nói hoàng huynh huynh thật sự quá huy vũ quá soái tần quân nghe được không khỏi lộ ra vẻ đương nhiên sau đó hắn nhìn về phía trúc nghiên khanh cười nói nàng cảm thấy thế nào trúc nghiên khanh vốn định phủ nhận nhưng khi nhìn thấy được hai tay hắn bị bỏng đến mức đỏ bừng nàng không khỏi gật đầu nhẹ giọng nói quả thực huy vũ mỹ nhân khích lệ tần quân nhất thời mặt mày rạng rỡ này cầu không nên ân ái trắng trợn như vậy tần vân đứng ở bên cạnh oán giận nghĩ bởi vì khuôn mặt trúc nghiên khanh đẹp xuất chúng cho nên ngay từ lúc đầu hắn cũng có thiện cảm đối với nàng nhưng sau này ở chung lâu hắn cũng nhìn ra được trúc nghiên khanh có ý đối với tần quân liền bóp chết trúc thiện trong lòng này đừng thấy dáng vẻ hắn trung thực trong lòng cũng không ngốc đối với vị trí của mình hắn vẫn đắn đo rất chuẩn theo tần quân sau này chắc chắn sẽ tốt hơn hơn nữa hắn tự hiểu lấy mình, hắn biết mình căn bản không phải là người làm được hoàng đế tốt, vậy tại sao không ủng hộ tần quân? Sau này là một vị vương gia sung sướng vô câu vô thúc. Tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Sau một hồi vui đùa ẩm ý, Tần Vân về phía Tần Quân hỏi. Sau khi gặp được Tần Quân, hắn không hiểu có một cảm giác tìm được người tâm phúc. Đương nhiên là đi tới chỗ có nhiều người, thuận tiện tìm xem có còn những yêu thú khác hay không. Tần Quân nhún vai nói, hắn có chút tò mò, sau khi giết chết con dao long màu đen không ngờ hắn không nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống rất cổ quái chẳng lẽ bị giết chính là một con rồng giả hắn lại không biết hắn thật sự đã đoán đúng tất cả yêu thú bên trong thế giới pháp bảo nơi này đều lấy yêu hồn làm linh lực chủ thể sở dĩ con dao long màu đen có một viên long châu thật ra chính là để đẩy mạnh cuộc chiến đấu bạo phát nếu như không có bảo vật khiến người ta dẫn chiến rất nhiều người tham gia thi đấu sẽ ôm tâm lý may mắn vẫn trốn chiến cho nên lấy ra một ít bảo vật khiến cho những người dự thi không có cách nào kháng cự, sẽ tăng nhanh tốc độ đào thải. Mà những bảo vật này tất nhiên không phải chỉ một mình Phỉ Ngọc Thụ đưa ra, mà chính là do thần kiếm Đường phát ra. Bằng không Phỉ Ngọc Thụ chắc hẳn phải đau lòng đến hít thở không thông. Vì sao lại phải đi tới chỗ có nhiều người? Tần Vân nghi ngờ nói. Trúc Nghiên Khanh cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tần Quân đảo mắt, tức giận nói: "Lẽ nào các ngươi còn muốn tham gia thi đấu lôi đài sao?" đương nhiên là đi đào thải bọn họ. Một câu nói khí phách như vậy khiến cho Tần Vân không biết nên trả lời như thế nào. Trong mắt Trúc Nghiên Khanh cũng hiện lên thần sắc khác thường. Bên ngoài thế giới pháp bảo, phỉ ngọc thụ nghe được, khóe miệng co quắp. Mức độ bừa bãi của người này vượt xa so với sự tưởng tượng của hắn. Quả nhiên yêu nghiệt cũng không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Phỉ trưởng lão, vừa có người truyền tin tức tới. Lúc này, từ quỷ khốc bỗng nhiên truyền âm về phía phỉ ngọc thụ nói. Phỉ Ngọc Thụ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. chương 207, nổ thiên lôi. Tối hôm qua có nhân chứng tận mắt nhìn thấy thấy hai vị sử dụng liêm đao tiêu diệt phân đà. Từ quỷ khốc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, liêm đao, phỉ ngọc thụ không khỏi nhíu mày, sau đó truyền âm hỏi lại. Thủ hạ của tần quân có người sử dụng liêm đao sao? Không, từ quỷ khốc thành thật trả lời. Lý Bạch sử dụng kiếm, Lý Nguyên Phách sử dụng truy, quả thực không phải, nói như vậy tình nghi về tần quân có thể loại bỏ. Phỉ Ngọc Thuộc tiếp tục hỏi, nhìn thấy được Tần Quân và Lý Nguyên Phách biểu hiện ra, hắn căn bản không kìm chế nổi tâm tư muốn tiếp nhận bọn họ làm đệ tử. Cho nên hắn hy vọng Tần Quân không phải là hung thủ. Không sai, có thể làm cho tất cả mọi người trong phân đà thần kiếm đường đều chết thảm, thực lực của đối phương chỉ ít ở ngoài địa tiên cảnh tầng 5. Cường giả như vậy không có khả năng ra sức cho hắn. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy hắn có tình nghi, nhưng hiện tại từ khẩu cung của nhân chứng nghe tới, Đối phương chính là hai vị cường giả am hiểu Liêm Đao. Người như vậy phóng tầm mắt ra toàn bộ Nam vực cũng không nhiều. Từ Quỷ Khốc vừa suy nghĩ tìm hiểu vừa truyền âm, Phỉ Ngọc Thụ không khỏi gật đầu, bọn họ không phát hiện ở trên một tòa lầu các ở gần quảng trường, trong bóng tối có hai bóng người quỷ dị đang đứng, một đen một trắng, giống như quỷ mị. Bọn họ đứng ở bên cửa sổ vô cùng thâm trầm, không ngờ đó chính là Hắc Bạch vô thường, nhờ có thuật nhiếp hồn của Bát gia, bằng không điện hạ sẽ gặp phiền toái. Bạch Vô Thường khẽ cười nói, đáng tiếc nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng rất dữ tợn. Hắc Vô Thường lắc đầu cười nói, Thần Kiếm Đường đối với điện hạ mà nói là một tòa ngọn núi lớn khó có thể đẩy ngã. Tiếp theo chúng ta còn phải thả ra một ít tin tức, khiến cho Thần Kiếm Đường không hoài nghi nữa. Từ Quỷ Khốc nói người chứng kiến thật ra chính là do bọn họ an bài. Hắc Bạch Vô Thường ra tay, làm sao có thể lưu lại người sống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, lừa dối, thu được một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đang đi ở bên trong trong rừng cây, trong đầu tần quân bỗng nhiên bị tiếng nhắc nhở của hệ thống làm cho kinh sợ đến. Hắn không khỏi buồn bực, cái này là hoàn thành, vừa rồi hắn biểu hiện cuồng bạo như vậy, không phải càng khiến cho trưởng lão thần kiếm đường nghi ngờ hơn sao. Trong lòng tần quân cảm giác là lạ, hắn không hiểu có loại nhiệm vụ này là hệ thống tặng không cho tần quân. Hiện tại lại rút thưởng, dù sao cũng là phần thưởng tặng không, tần quân vừa đi vừa nghĩ, nếu như phỉ ngọc thụ và từ quỷ khốc biết được, bọn họ ở trong lúc vô tình đưa cho tần quân một lần cơ hội cường đại, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng, ao ao, trước mặt rừng cây bỗng nhiên đong đưa lay động, tần vân và trúc nghiên khanh cả kinh vội vàng dừng lại. Hạo thiên khuyển nheo mắt lại, Lý Nguyên Phách vẫn đang nghịch kim bằng thần chùy lớn giống như vại nước. Chẳng lẽ là yêu thú? Tần Vân khẩn trương hỏi một câu, vừa dứt lời, một nam tử toàn thân đầy máu, áo quần rách nát, bộ dạng kinh hoàng từ trong bụi cỏ chạy đến hình tượng thê thảm như vậy rõ ràng là vừa gặp phải một trận ác chiến chạy mau trương luân nổi điên nam tử hoảng sợ kêu lên nói xong hắn liền chạy lướt qua đám người tần quân trương luân tần quân không khỏi nhíu mày lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu hắn chúc mừng ký chủ rút được người viên tạc thiên lôi sinh ra từ thế giới tu chân không rõ tạc thiên lôi là cái gì tạc thiên lôi chính là một loại thuốc nổ mini nén linh khí và hỏa dược ở mức độ cao chỉ cần va chạm vào mặt đất hoặc bất kỳ vật phẩm nào đều sẽ nổ mạnh phạm vi nổ mạnh đạt được trăm thước bên trong trăm thước cho dù là tu sĩ thuế phàm cảnh cũng sẽ bị nổ thành thịt nát mạnh như vậy sao trên mặt tần quân lộ ra vẻ vui mừng ngay cả cường giả thuế phàm cảnh cũng có thể bị nổ chết tuyệt đối là thứ tốt để hại người lấy ra một viên tạc thiên lôi ta xem một chút vừa dứt lời trong tay tần quân liền đột nhiên xuất hiện một viên sắt màu đen kích thước lớn như quả trứng gà Mặt ngoài tối như mực, cũng không có vẻ gì thần kỳ. Đồ chơi này thật sự có lực sát thương mạnh mẽ như vậy sao? Trương Luân hình như là một thiên tài nắm giữ huyết mạch của Man Viên." Tần Vân do dự nói, rõ ràng hắn đã nghe nói qua về người này. "Huyết mạch Man Viên?" Tần Quân không khỏi nhíu mày, tu sĩ bình thường nắm giữ huyết mạch yêu tộc bản lĩnh khác hẳn so với người bình thường. Hắn cũng đã nghe nói qua về Man Viên, đó chính là một loại yêu thú thượng cổ cực kỳ hung tàn, gần như tuyệt tích xem ra Trương Luân là bị ý thức thú tính của huyết mạch man viên chiếm lấy. Trúc Nhiên Khanh suy đoán nói, bọn họ cũng có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động. Trước mặt rõ ràng có quái vật khổng lồ đang đến gần. Chạy mau, người này đang êm đang đẹp thế nào lại đột nhiên phát cuồng. Hay là bởi vì các người chơi quá mức nóng bỏng, muốn giễu cợt hắn. Ông trời của ta, chạy mau, hắn đuổi theo tới nơi rồi. Phía trước bỗng nhiên truyền đến những tiếng bàn luận, ngay sau đó từng tên tu sĩ từ trong rừng cây chạy gấp ra thậm chí có người cưỡi trên pháp khí bay ra khỏi rừng cây. Cục diện có chút hỗn loạn, có tu sĩ cũng nhận ra thân phận của Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Nhưng bọn họ vẫn không có dừng bước lại, rõ ràng Trương Luân phát điên càng đáng sợ hơn hai người Tần Quân. Một đám người nhát gan, Tần Quân bĩu môi nói, hắn cầm tạc thiên lôi trong tay thưởng thức giống như là hạt đào. Gào, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, khiến người ta khiếp sợ. Tần Quân, Tần Vân, Trúc Nhiên Khanh nghe được, theo bản năng che lỗ tai. Trời à, ồn ào cái gì, tần quân tức giận đến trực tiếp ném tạc thiên lôi ra ngoài. Lực lượng của hắn lớn tới mức nào, trực tiếp ném tạc thiên lôi qua rừng cây phía trên. Được cái, ở chỗ này cây cối phân bố thưa thớt. Nếu như nện ở trên cây cối, ba người tần quân lại xong đời. Trong nháy mắt khi vừa ném ra, tần quân lại khiếp sợ đến mức run rẩy một cái. Hạo thiên khuyển, trúc nghiên khanh, tần vân còn tưởng rằng hắn chỉ tùy tiện ném ra một tảng đá, Ầm, um, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, toàn bộ rừng cây thoáng cái bị chấn động, một sóng công kích với thế không thể đỡ tràn ra, lật ngược từng gốc đại thụ và rừng cây kéo về phía bọn họ. Chương 208, loại thiên tài hiếm thấy. Ầm um, ầm um, ầm, um, sóng xung kích vô hình dâng lên, bùn đất, lá rụng hóa thành hữu hình, đám người tần quân khiếp sợ đến mức liền vội vàng xoay người. Lúc này, Lý Nguyên phách thả người nhảy lên, một búa đập vào phía sau lưng bọn họ. Ầm, um, một tiếng động rất lớn vang lên. Lực lượng kim bằng thần trùy bình thường không thể so sánh được, một búa kích thích ra lực lượng trực tiếp ngăn chặn sóng công kích, khiến cho cây cối, bùn đất bay tới đều bay ngược trở về. Lực lượng khủng khiếp nghịch thiên như vậy, ba người tần quân dừng bước, quay đầu nhìn lại, trong lòng còn sợ hãi. Bọn họ đưa mắt nhìn rừng cây xung quanh đã bị trùng kích đổ dạp. Làm sao có thể đột nhiên nổ mạnh như vậy? Tần Vân Hoàng sợ hỏi, phía trước đột nhiên nổ mạnh tới như thế, khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Trúc Nghiên Khanh cũng nhíu mày, hạo thiên khuyển lại dường như suy nghĩ tới điều gì nói nhìn về phía tần quân khiến cho hắn lúng túng không thôi trong lòng hắn thầm mắng trời ạ à, thế nào lại không khống chế được tâm tình như vậy những tu sĩ còn chưa chạy xa cũng há hốc mồm nhất là các tu sĩ bay ở phía trên rừng cây nhìn mây nấm ở rừng cây phía trước bay lên miệng không nhịn được liền mở lớn đáng thương cho trương luân còn chưa thể mặt mày dạng rỡ đã bị nổ cho thịt nát xương tan khụ khụ chúng ta tiếp tục đi tới Tần quân lúng túng giả ho khan một tiếng, lúc này Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh mới nhớ tới vừa nãy, ra hỏa này hình như ném qua thứ gì đó. Điện hạ, viên sát điện hạ vừa ném ra là cái gì, uy lực thật mạnh. Lý Nguyên Phách có chút hưng phấn hỏi, không giống với Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh, nhãn lực của hắn mạnh mẽ tới mức nào. Hắn tất nhiên có thể nắm bắt được động tác của Tần quân mới vừa rồi. Một loại gọi là tạc thiên lôi, lực sát thương rất mạnh. Cường giả thuế phàm cảnh bên trong phạm vi trăm thước đều sẽ bị nổ tới thịt nát xương tan. Tần Quân thầm mắng Lý Nguyên Phách không có đầu óc, nhưng vẫn giải thích một hồi. Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh nghe được hít vào một hơi khí lạnh. Tần Vân càng kích động hơn, nói: "Đây hoàn toàn là sát khí, Hoàng huynh, có thể cho ta một viên hay không? Lan, ngươi cho đây là linh thạch sao? Đây chính là thứ tốt có thể nổ chết cường giả thuế phàm cảnh. Ta tổng cộng lại cũng không có bao nhiêu." Tần Quân trợn trừng mắt mắng. Tần Vân nghe được không có hứng thú, vò đầu, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đúng, thứ khủng khiếp như vậy, Tần Quân làm sao có thể có quá nhiều được. Chỉ có điều hắn vẫn rất buồn bực, Tần Quân rốt cuộc là lấy từ nơi nào ra nhiều thứ có lực mạnh như vậy. Chỉ riêng tử kim đế hoàng giáp và ngân long chu hồn thương của hắn đã đủ khiến cho người ta ghen tị. Hiện tại lại thêm tạc thiên lôi, trong vũ hội tiềm long còn có ai có thể ngăn cản được hắn. Sau lưng người thật sự chỉ là vương quốc càn nguyệt thôi sao? trên gương mặt lạnh như băng của trúc nghiên khanh thoáng lộ ra một sự hoài nghi đối với điều này tần quân chỉ à ha ha cười không phải ta giả thần bí là các người cứ muốn nghĩ ta thần bí hiểu nhầm như vậy cũng tốt tần quân sẽ không đâm phá ra thích thể hiện vô hình mới là trí mạng nhất mọi người tiếp tục đi tới rừng cây bị tạc thiên lôi trùng kích qua khói tràn ngập phóng tầm mắt nhìn lại cây cối bên trong mấy trăm thước trước mặt ngã trái ngã phải thậm chí còn có những cái cây lớn bị lửa lớn đang thiêu đốt tuy rằng tạc thiên lôi tổn thương mạnh nhất ở bên trong phạm vi trăm thước nhưng không có nghĩa là phạm vi nó phá hủy chỉ ở bên trong trăm thước đại khái đi tới hai trăm thước đám người tần quân thấy được không ít phần còn lại của thi thể buồn nôn vô cùng phần lớn đều là thi thể bị tu sĩ trương luân sát hại bị tạc thiên lôi nổ chết không toàn thây về phần trương luân này có trời mới biết thi thể nào là của hắn ai vẫn muốn xem thử dáng vẻ hậu nhân của man viên ra sao tần quân thở dài nói trên mặt hắn đầy vẻ tiếc nuối tần vân và trúc nghiên khanh nghe được khóe miệng không khỏi co quắp nghĩ lại quả thực bi ai đường đường là thiên tài huyết mạch man viên lại bị hồ đồ chết nổ như vậy chỉ có thể nói vận khí của hắn quá kém đụng phải vị sát tinh tần quân này tại sao lại đột nhiên nổ mạnh trương luân lại chết như vậy quả thực khí tức của đã hắn biến mất ông trời của ta rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chẳng biết tại sao trong không trung các tu sĩ bàn luận ẩm ý, đồng thời trong lòng bọn họ cũng phủ kín một tầng bóng ma. Bọn họ cũng không muốn bị nổ chết quỷ dị như vậy. Chờ một chút, vì sao vẫn không có giá trị kinh nghiệm? Tần quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ở trong lòng giọng điệu cấp bách thầm hỏi. Lúc trước ở trên hồ nước hắn lợi dụng ra đặc lâm diệt thế giết chết không ít tu sĩ. Hiện tại hắn lại giết chết Trương Luân, thế nào hệ thống vẫn không có nói ra chuyện hắn thu được giá trị kinh nghiệm. Trước mặt vì cảnh tượng thi đua, tương đương với tồn tại trong phó bản, sẽ không luôn luôn nêu ra giá trị kinh nghiệm, mà chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ thống nhất một lượt. Hệ thống trả lời, lý do này khiến cho tần quân không nghĩ ra. Hắn tiếp tục hỏi, vậy giá trị kinh nghiệm là sẽ giảm bớt hay tăng trưởng? Tất nhiên là tăng nhanh, bởi vì vũ hội tiềm long chính là chuyện trọng đại hạng nhất có thể nổi tiếng cực nhanh. Nếu như là một so tài trong tông môn, tất nhiên sẽ không gây ra chế độ giá trị kinh nghiệm thưởng như vậy hệ thống trả lời thuyết phục khiến cho tần quân không khỏi phấn khởi. Đây là tiết tấu ép ta đại khai sát giới. Ở trong thí luyện thành, mỗi một người tham gia thi đấu đều ôm căm thù đối với nhau, căn bản không cần phải kéo thù hận. Về phần cảm giác ái náy, quy tắc của vũ hội tiềm long vốn cũng không có ràng buộc giết chóc. Hơn nữa người tham gia thi đấu còn có thể bóp chết tấm bảng gỗ rời đi. Nếu như không biết lượng sức, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Mỗi một lần diễn ra vũ hội tiềm long chỉ ít chết một phần ba tu sĩ đây tuyệt đối là con số cực kỳ lớn, ta đếm 10 tiếng, nếu như có ai không trốn cũng đừng trách ta không khách khí. Tần quân ngẩng đầu nhìn các tu sĩ trên bầu trời cao giọng kêu lên. Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh nghe được, chán đầy vạch đen. Đại ca, người có thể đừng lớn lối như thế có được hay không? Bị người kích thích như thế, ai sẽ trốn? Lý Nguyên Phách thật ra rất phấn khởi. Hai tay hắn chuyển động kim bằng thần trùy, bất cứ lúc nào cũng chiến đấu. chương 209, quân đoàn thần mạc 1. Sắc mặt các tu sĩ thoáng cái đều trầm xuống, trong mắt bọn họ đều là lửa giận, thật quá sỉ nhục người. Mọi người chạy mau, ra hỏa này có pháp khí thiên phẩm, có thể giết địch trên quy mô lớn. Sắc mặt một người tu sĩ biến đổi kịch liệt, hoảng sợ kêu lên. Nói xong hắn liền bay đi, các tu sĩ còn lại vừa nghe vậy, trong lòng nhất thời bất an. Nhìn gương mặt tươi cười thiếu đánh của Tần Quân, bọn họ liền biết ra hỏa này nhất định là không có sợ hãi. Vì vậy liên tiếp có người cắn răng rời đi gần như không đến 5 giây, tất cả các tu sĩ đều rời đi. Ai, vô địch là tịch mịch tới mức nào? Tần quân thở dài nói, nghe được những lời này, khiến cho Trúc Nghiên Khanh cũng có kích động muốn đánh nhau hắn. Trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn tìm một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Hạo Thiên khuyển truyền âm với Tần quân nói, lúc này, Tần quân mới chú ý tới phía xa giường như có dáng đỏ duy mỹ. Hoàng hôn đã đến, thật không nghĩ tới bên trong thế giới pháp bảo cũng có phân chia ra ban ngày và đêm tối. Tần quân gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn đường. Bên kia, bên ngoài thế giới pháp bảo, phỉ ngọc thụ không khỏi lắc đầu cười khổ nghĩ. Xem ra thí luyện thành sẽ bị tiểu tử này quậy đến rối tinh rối mù. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu lại nhìn từ quỷ khốc đang chờ ở bên cạnh, hỏi. Tên trương luân thiên tài trên người mang huyết mạch man viên kia tại sao không có báo lên? Loại thiên tài huyết mạch kỳ lạ giống như vậy, bình thường đều phải báo cáo lên cho thần kiếm đường, sau đó truyền tin tức cho những tông môn và hoàng thất khác cho dù bọn họ thất bại ở trong vũ hội tiềm long, cũng sẽ được chiêu nạp. Bởi vì loại huyết mạch kỳ là có ưu thế quá lớn. Nếu như thức tỉnh lực huyết mạch, tu sĩ bình thường rất khó chống đỡ. Thân phận của Trương Luân không bình thường, hắn là đệ tử một vị trưởng lão phục ma môn nào đó. Từ quỷ khốc bất đắc dĩ nói, thiên tài như vậy hắn cũng muốn thu nhận. Đáng tiếc danh hoa đã có chủ, phục ma môn, trên mặt phỉ ngọc thụ thoáng lộ ra một vẻ quái dị. Phục ma môn lại có tiếng là bao che khuyết điểm, đứng hàng một trong bảy đại tông môn. Tần quân giết chết Trương Luân đoán chừng sẽ gặp phải phục ma môn truy sát. Chỉ có điều những người dự thi hình như không phát hiện ra là tần quân gây nên. Có lẽ chuyện này có thể che giấu được, ngay cả bản thân phỉ ngọc thụ cũng không có ý thức được, hắn bắt đầu coi tần quân thành đệ tử để suy nghĩ. Thần kiếm đường tuy rằng không sợ phục ma môn, nhưng đồng thời phục ma môn cũng không sợ thần kiếm đường. Thế lực hai phe nếu như xé rách ra mặt, chắc hẳn trong vòng 10 năm cũng phải va chạm không ngừng nếu như hắn biết tần quân còn đắc tội bảy đại tông môn trong tinh túc môn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mặt trời lặn, hoàng hôn, bên cạnh một con sông nhỏ. Gì vậy, Trương Luân là đệ tử của trưởng lão Phục Ma Môn, tần quân vẻ mặt quái dị nhìn Trúc Nghiên Khanh. Trúc Nghiên Khanh gật đầu nói, dù sao bản thân hắn mang theo huyết mạch loại khác, một khi phát hiện sẽ bị các thế lực lôi kéo. Lại đắc tội một đại tông môn, trong lòng tần quân có chút buồn bực, hắn không nhịn được hỏi, hắn cũng đã bái nhập phục ma môn vì sao còn muốn tham gia vũ hội tiềm long tất nhiên là vì phần thưởng của vũ hội vũ hội tiềm long chỉ quy định tu sĩ dưới trăm tuổi không quy định bối cảnh chỉ có điều phần lớn đệ tử của bảy đại tông môn cũng không sẽ tự hạ mình tới tham gia vũ hội tiềm long trương luân xem như là một kẻ tương đối đặc biệt trúc nghiên khanh vén sợi tóc bên tai lên nói trông nàng có một vẻ đẹp phong tình khác lạ trời à bảy đại tông môn ta đã đắc tội ba tần quân khóc không ra nước mắt tần vân không khỏi an ủi hoàng huynh đừng lo lắng ngoại trừ chúng ta không có người nào biết là hoàng huynh giết trương luân hắn nhắc nhở như thế tần quân mới hồi phục lại tinh thần đúng vậy ngay từ lúc đầu ngay cả hai người tần vân cũng không có đoán được là hắn ra tay nghĩ tới đây tâm tình của hắn lại khôi phục sự vui vẻ hoàng huynh nói xem con rồng bạc này là thương hồn sao tần vân hỏi sang chuyện khác hôm nay thời điểm tần quân một mình đấu với con dao long màu đen xuất hiện con rồng bạc quả thực xoáy nứt cả trời cao khiến cho tâm tư hắn ngứa ngáy vô cùng nghẹn khuất đến bây giờ cuối cùng hắn không nhịn được hỏi ra lời tần quân cười nói đúng vậy tên cây trường thương này là ngân long chu hồn thương ở trong chứa long hồn sau này vận dụng long hồn thượng cổ nhất định sẽ bị người khác mơ ước cho nên hắn cũng lười giấu giếm long hồn tần vân trúc nghiên khanh biến sắc ánh mắt hạo thiên khuyển lóe lên không biết suy nghĩ điều gì hoàng huynh huynh rốt cuộc lấy từ đâu ra nhiều pháp khí mạnh mẽ như vậy. Tần Vân ao ước hâm mộ nói, đối với điều này, Tần Quân tất nhiên sẽ không trả lời nữa. Đừng hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi nhặt củi, trời sắp tối rồi, Tần Quân trợn trừng mắt nói, Tần Vân chỉ đành tiếc núi đứng dậy, đợi sau khi hắn rời đi, Tần Quân quay đầu lại nhìn Trúc Nhiên Khanh cười nói. Nàng dự định bái nhập tông môn nào, bởi vì lúc trước đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm, núi lớn rơi xuống, Trúc Nhiên Khanh ra tay kéo hắn, khiến cho trong lòng hắn cũng có bóng dáng của nàng. Cho nên những lúc rảnh rỗi đến mức buồn chán, Tần Quân dự định lôi kéo tình cảm của hai người một chút. Tất nhiên là bảy đại tông môn, chân Nguyên Tông, Phượng Vương Tông, Tinh Thúc Môn, Phục Ma Môn, Xích Quỳnh Điện, Thần Kiếm Đường, Thương Vân Tông đều có thể. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, giọng điệu Trúc Nhiên Khanh có chút lạnh lùng, dường như đang nói một chuyện không quan trọng. Tần Quân nhíu mày cười nói, nếu không gia nhập vương quốc càn nguyệt chúng ta, ta tới giúp nàng trở nên mạnh mẽ. Sau này đăng cơ, hắn khẳng định sẽ sáng tạo ra một thế lực giống như thần kiếm đường vậy, bồi dưỡng tu sĩ cho vương quốc. Trúc Nhiên Khanh chừng mắt với hắn một cái, hỏi ngược lại. Ta từ vương quốc đi ra, lại gia nhập vương quốc khác. Tần quân bị hỏi đến đây, lại không biết nên trả lời như thế nào. Quả thực như vậy, nội tình của vương quốc quả thực không có cách nào so sánh được cùng Hoàng Triều. Có tin ta hay không, trong vòng 50 năm, Ta sẽ khiến cho vương quốc Càn Nguyệt chúng ta thăng cấp làm hoàng triều." Tần Quân hừ một tiếng nói, lúc này cũng không thể kinh sợ, nam nhân không thể kinh sợ ở trước mặt nữ nhân. Chương 210, Quân đoàn thần ma 2. Hoàng triều không đơn giản giống như người nghĩ đâu." Trúc Nghiên khanh nghiêm túc nói. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, trong vòng 50 năm ký chủ cần phải nắm được vương quốc phát triển trở thành hoàng triều. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, đẳng cấp nâng cao lên 10 cấp. Nhiệm vụ thất bại tu vi lại rơi xuống 15 cấp. Nhiệm vụ chính, quân đoàn thần ma, trời à, thất bại rơi xuống 15 cấp, 50 năm sau nói không chừng hắn đã là thiên tiên cảnh. Từ thiên tiên cảnh giảm xuống đến hóa hư cảnh, tuyệt đối sẽ thổ huyết. Tần quân há hốc mồm, cái này liền kích phát ra nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ chính đầu tiên hắn vẫn chưa hoàn thành, không ngờ lại kích phát ra nhiệm vụ chính thứ hai. Sớm biết vậy hắn sẽ nói là trăm năm, xem ra sau này ít khoác lác thì tốt hơn. Hệ thống, quân đoàn thần ma là cái gì? Trong lòng Tần Quân tò mò hỏi, cái tên này nghe cũng rất bò. Quân đoàn thần ma chính là quân đoàn trong truyền thuyết thần thoại. Ví dụ như 10 vạn thiên binh thiên tướng, âm binh quá cảnh, 365 yêu thánh thượng cổ. Loại triệu hoán này vốn là chờ sau khi ký chủ triệu hoán tổng cộng 10 lần thần ma sẽ mở ra. 50 năm sau ký chủ nhất định sẽ tròn 10 lần triệu hoán thần ma. Ta ngất, lợi hại như vậy sao?" Tần Quân nhất thời phấn khởi, 10 vạn Thiên binh Thiên tướng ở Hoa Hạ có thể nói là nhà nhà đều biết. Tuy rằng bị Hầu Ca đánh thành chó, nhưng nếu như đặt ở Nam vực, tuyệt đối là một quân đoàn mạnh mẽ không có cách nào ngăn cản. Còn có 365 Yêu Thánh thượng cổ, có người nói chính là tồn tại khủng khiếp của yêu tộc trước khi Tam Hoàng Ngũ Đế nắm quyền. Có thể thành lập được Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dùng lực thánh nhân, bạo phát ra chiến lực. Nghĩ đến đây, toàn thân tần quân bắt đầu suy nghĩ viển vông trên mặt lộ ra nụ cười khúc khích trúc nghiên khanh ngồi ở bên cạnh hắn thấy vậy không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ người này nhất định là đang suy nghĩ tới mộng đẹp thăng cấp hoàng triều trúc nghiên khanh lắc đầu chỉ là khóe miệng thoáng cong lên đẹp đến mức khiến cho người ta say mê rất nhanh tần vân liền ôm một đống cây khô trở về nhóm lửa trời cũng đã tối mọi người bắt đầu ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa luyện công bóng đêm sâu thẳm như nước những vì sao trên khắp bầu trời giống như giơ tay là có thể chạm vào. Cảnh đẹp như tranh vẽ, chỉ là thỉnh thoảng vang lên tiếng yêu thú gầm gừ khiến cho sự yên ắng này lại có thêm một phần thâm trầm. Chỉ chớp mắt, hai ngày vội vàng trôi qua, tất cả người tham gia thi đấu ở Lạc Yên Thành đều đã tiến vào thế giới pháp bảo. Hơn 10 vạn người chen chúc ở bên trong một tiểu thế giới, có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu sẽ nhiều lần diễn ra. Đát đát đát, trên thảo nguyên tần quân cầm theo ra đặc lâm diệt thế nhìn lướt qua đám tu sĩ đang điên cuồng chạy thục mạng về phía trước phía sau tần vân trúc nghiên khanh hạo thiên khuyển lý nguyên phách giống như khán giả không cần ra tay a à, đây là dối trá có bản lĩnh đừng dựa vào pháp khí chân của ta a à, lực sát thương thật khủng khiếp các tu sĩ kêu thảm né tránh Ra đặc lâm diệt thế cuồng bạo vô cùng kèm theo tiếng động giống như tiếng dã thú rít gào ngọn lửa không ngừng phun ra đạn giống như mưa sa bắn ra không ít tu sĩ đã bị bắn được dạng người tàn tật, vô cùng thê thảm. Nhưng phần lớn tu sĩ cũng chỉ trốn tránh, cũng không có ý định bóp nát tấm bảng gỗ rời khỏi cuộc thi đấu. Bọn họ cũng không muốn lại chờ đợi thêm 3 năm. Ai, đây thật sự là vũ hội tiềm long sao? Tần Vân cảm thán nói, nhìn bóng lưng Tần Quân, trên mặt hắn đầy vẻ thổn thức. Dựa vào một thanh gia đặc lâm diệt thế, Tần Quân giống như đuổi chó đi tới. Hắn đi qua nơi nào, bất kể tu sĩ mạnh tới đâu cũng phải trốn tránh điều này khiến cho tần vân có một loại cảm giác bản thân đang ở trong giấc mộng trước khi tham gia thí luyện thành thử hắn vô cùng khẩn trương nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới sau khi đi vào sẽ dễ dàng như vậy không thể không nói loại cảm giác này rất thoải mái ngao ô trên thảo nguyên một đám yêu lang lông xanh kích thước lớn như con trâu đang đi săn bọn chúng có chừng mấy trăm con bọn chúng truy đuổi con mồi không ngờ chính là mười mấy tu sĩ cỏ vụn bay ngang mấy trăm con thanh yêu lang chạy gấp không kém chút nào so với vạn ngựa lao nhanh thậm chí khiến cho người ta có cảm giác thảo nguyên cũng đang chấn động mà phần lớn những tu sĩ bị truy đuổi đều là chúc cơ cảnh về phần tu sĩ kim đan cảnh lại từ lâu đã ngự không rời đi những yêu lang này sao cứ đuổi theo chúng ta không tha vậy tông ngạn nhỏ giọng mắng diệp hiên cùng với mộ dung huyền chạy theo bên cạnh ba người ngự kiếm bay ở tầng trời thấp trên người bọn họ đều có thương thế rõ ràng bọn họ vừa trải qua một trận ác chiến các tu sĩ còn lại đang tức giận mắng lớn mỗi người chỉ ẩn cha mẹ không sinh thêm cho mình hai cái đùi bọn họ cũng không dám ngừng lại mà khoảng cách giữa các thanh yêu lang cùng bọn họ cũng đang không ngừng rút ngắn chắc hẳn có người lấy đồ của thanh lang tộc diệp hiên trầm giọng nói sau khi dừng lại một chút hắn nói tiếp chúng ta đổi một phương hướng khác cách xa bọn họ tông ngạn và mộ dung huyền đều gật đầu biểu thị đồng ý ngay lập tức ba người nhanh chóng bay về phía tây nhưng mà các tu sĩ còn lại cũng trốn theo bọn họ. Ba người tức giận đến mức thiếu chút nữa trời ầm lên. Đát đát đát, đường chân trời phía xa truyền đến những tiếng gầm gừ quỷ dị làm cho lòng người khiếp sợ. Ba người Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám tu sĩ đang từ đường chân trời chạy về phía bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết theo đó truyền đến, dường như cũng có yêu thú đang truy đuổi bọn họ. Kết thúc, trong nháy mắt tim ba người chìm vào đáy cốc, bọn họ theo bản năng lấy ra tấm bảng gỗ chuẩn bị rời khỏi cuộc thi đấu bất kỳ lúc nào. So với Vũ hội Tiềm Long, bọn họ càng lưu ý tới tính mạng của mình hơn. Nếu như ngay cả mạng cũng không còn, tất cả cũng bị mất. Bọn họ còn trẻ, bỏ qua Vũ hội Tiềm Long lần này, sau này còn có thể tham dự hơn 10 lần nữa. Gào, phía sau lưng bọn họ, các thanh yêu lang liên tiếp gầm thét. Trong âm thanh đều là sự hung bạo, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Chương 211, đại sát bốn phương, đúng lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười điên cuồng khiến cho bọn họ cảm thấy quen thuộc ha 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 đám các ngươi có bản lĩnh đừng có chạy tần quân mắt ba người nhất thời trợn trừng trong lòng không tự chủ được xuất hiện niềm vui bất ngờ chẳng biết lúc nào lên bọn họ liền bắt đầu sùng bái tần quân cho nên nghe được tiếng cười của hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác an toàn nhìn kỹ lại bọn họ mơ hồ nhìn thấy ở phía chân trời có một bóng người cầm theo tạo pháp khí với hình dáng kỳ quái đang bắn loạn từng viên đạn cắt phá trường không bắn về phía những tu sĩ đang chạy trốn. Trước đây bọn họ đã từng nhìn thấy Desert Eagle, cho nên đối với đạn cũng không xa lạ gì. Chỉ là Desert Eagle của tần quân cũng không có ngông cuồng hung bạo như thế. Mặc dù cách xa mấy trăm thước, bọn họ cũng có thể nhìn thấy được từng tên tu sĩ bị bắn, máu thịt văng tung tóe. Hình ảnh u ám khủng khiếp khác thường, đát đát đát, tay của tần quân cầm ra đặc lâm diệt thế, dưới chân hắn là mây mù đưa hắn và Lý Nguyên Phách, tần vân, Trúc Nhiên Khanh cùng với Hạo Thiên Quyển di chuyển. Khiến cho những tu sĩ đang chạy trốn phía trước căn bản trốn không thoát khỏi phạm vi của gia đặc lâm diệt thế. Người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trúc Nhiên Khanh không nhịn được nhíu mày lên tiếng hỏi. Đáng tiếc tiếng nổ của gia đặc lâm diệt thế quá lớn, khiến cho giọng nói của nàng có vẻ rất yếu ớt. Nàng nói cái gì? Ta không nghe được, tần quân giả vờ không nghe được, lớn tiếng hỏi. Trúc Nhiên Khanh nghe được, lại cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Tay cầm gia đặc lâm diệt thế, thế gian không có người nào giống như ta. Tần quân hung bạo, thoải mái không ngừng, hiện tại là tình cảnh hắn chờ mong đã lâu, không dựa vào thần ma khác, hắn cũng có thể đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Về phần giết người hổ thẹn, hắn đều không có, ở bên trong thế giới pháp bảo hắn không giết người khác, người khác cũng muốn giết hắn. Huống hồ có mấy tu sĩ trên tay không dính máu, ngao ô, lúc này, phía trước liên tiếp truyền đến tiếng kêu của thanh yêu lang. Tần quân nghe được không khỏi nheo mắt lại, hắn bỗng nhiên ngừng phát ra linh lực sau đó thu ra đặc lâm diệt thế vào bên trong không gian thần thoại tay phải hắn lật một lần ngân lòng chu hồn thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn nguyên phách chúng ta cùng tiến lên tần quân nói xong liền thả người nhảy xuống nhiều yêu lang nhị giai như vậy vừa lúc rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của hắn hơn nữa thời gian dài sử dụng ra đặc lâm diệt thế linh lực của hắn cũng không chịu được lý nguyên phách nhếch miệng cười hai tay hắn mở ra kim bằng thần truy đột nhiên xuất hiện hắn cầm theo hai cái chùy lớn liền nhảy xuống khỏi đám mây mù. Tần quân vừa đi, dưới chân mây mù bọn họ không duy trì được ba giây liền tiêu tan. Trúc Nhiên Khanh và Hạo Thiên Khuyển còn tốt, Tần Vân lại chật vật ngã gục xuống đất, thiếu chút nữa răng cũng bị đập rơi ra. Hắn thu hồi pháp khí này rồi, có tu sĩ mừng rỡ kêu lên, nhất thời dẫn tới mười mấy tu sĩ đang trốn chạy đều dừng bước lại. Mỗi một người xoay người lại, sắc mặt không tốt nhìn về phía Tần Quân. Theo bọn họ, Tần Quân hoàn toàn chỉ dựa vào gia đặc lâm diệt thế. Sau khi hắn không có gia đặc lâm diệt thế, căn bản không đủ khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Nghĩ tới đây, bọn họ nhanh chóng cầm ra pháp khí của bản thân lao vọt về phía Tần Quân. Tới rất hay, Tần Quân cười lạnh nói, toàn thân y phục màu trắng như tuyết, tóc đen theo gió phất phới. Giờ phút này hắn giống như thương khách thần tuấn, nổi bật không tầm thường. Tay phải hắn cầm ngân long chu hồn thương ở sau người. Trong phút chốc, Ánh sáng màu bạc chợt hiện ra, linh lực theo thân thương tràn ra, nhanh chóng huyễn hóa ra một con rồng bạc. Tiếng rồng ngâm rung trời, uy vũ cuồng ngạo, từ sau khi thức tỉnh Long hồn thượng cổ, Tần Quân liền giống như sử dụng cánh tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra Long hồn trợ giúp chiến đấu. Đương nhiên tất cả những điều này đều lấy linh lực làm cơ sở. Con rồng bạc dài chừng 5 trượng, to bằng thắt lưng người lớn, quấn quanh toàn thân Tần Quân, đầu rồng vượt lên trên đỉnh đầu của Tần Quân, quay về phía các tu sĩ đang vò tới trước mặt không ngừng giết gào những tu sĩ kia thấy vậy vội vàng dừng bước lại rồng rồng sao ông trời của ta đây lại là cái gì đừng sợ đó là thương hồn không phải rồng thật sự lên đi chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn sao đúng vậy ta thật ra muốn xem thử yêu nhiệt được đánh giá cửu tinh này rốt cuộc có thật sự lợi hại hay không các tu sĩ hùng hùng hổ hổ kích động lẫn nhau sau đó tính một lần nữa lao vọt về phía tần quân bọn họ hoàn toàn quên mất cảnh tượng lúc trước mình đã từng bị tần quân truy sát giống như một con chó khóe miệng tần quân thoáng cong lên hắn bỗng nhiên phát động sát na phương hoa trường tâm lôi thuận thế tràn ra thân thương tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng lên gấp bội giống như một đạo lôi quang hiện lên phụt 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 trong ánh lôi quang lóe lên tần quân trực tiếp đi qua tám gã tu sĩ tám gã tu sĩ này dường như chúng phải thuật định thân đứng ở tại chỗ một giây tiếp theo thân thể bọn họ đều bắn ra máu tươi, co quắp ngã xuống đất. Một chiêu trong nháy mắt giết chết tám gã tu sĩ trúc cơ cảnh. Các tu sĩ còn lại khiếp sợ đến mức vội vàng dừng lại, sau đó xoay người chạy trốn. Bọn họ kinh sợ đến mức trở nên nhanh nhẹn hơn, muốn chạy sao, tần quân cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, một bóng người giống như quả đạn pháo xẹt qua đỉnh đầu của hắn bay về phía các tu sĩ. Thình linh là Lý Nguyên Phách, Lý Nguyên Phách giơ hai cái chùy lớn lên cao, dùng sức nện mạnh ở trên thảo nguyên. Trong phút chốc, bãi cỏ dưới chân trong nháy mắt hắn liền đổ nát. Bãi cỏ bên trong phạm vi trăm mét liên tiếp bị phá vỡ, bùn đất bay ngược. Từng tên tu sĩ bị đánh bay, thậm chí có kẻ bị chấn động tới mức chết ngay tại chỗ. Tần quân thả người nhảy lên, con rồng bạc quấn ở quanh người hắn bỗng nhiên thò đầu về phía trước, trực tiếp đụng phải một người tu sĩ. Xương cốt toàn thân người này gần như vỡ hết, kêu thảm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Lý Nguyên phách hạ xuống đất, Mặt đất xung quanh giống như vừa trải qua một trận động đất, nhìn thấy mà giật mình. Tần Quân ở trên, con rồng bạc cắt phá trường không, hình ảnh dường như dừng lại, chấn động lòng người. Ba người Diệp Hiên nhìn thấy Tần Quân chạy về phía trước mặt, trợn mắt há hốc mồm. "Thật mạnh mẽ." Chương 212, Động Tâm. "Thật mạnh." Tông Ngạn run giọng nói, "Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được Tần Quân biểu hiện ra sức sống mạnh như vậy." trước đây tần quân tuy rằng cũng có ra tay nhưng gần như là giết chết đối thủ trong nháy mắt cục diện cũng không có đổ sộ như vậy hiện tại tần quân không ngờ có thể cùng lý nguyên phách phối hợp ra tay ăn ý mười phần lật đổ thế giới quan của hắn tần quân như vậy bọn họ cũng không dám cùng đối chiến mặc dù thân là đại đệ tử viêm kình tông diệp hiên cũng vậy ở dưới sự hợp tác của tần quân và lý nguyên phách các tu sĩ tất nhiên giống như dưa vẹo táo nứt bị giết đén tè ra quần thiếu chút nữa sợ tới vỡ mật, làm gì có can đảm dám tham chiến. Rất nhanh, ba người Diệp Hiên liền chạy đến trước mặt Tần Quân. Bọn họ vừa định chào hỏi, Tần Quân lại không để ý tới bọn họ, lao thẳng về phía các thanh yêu lang. Lý Nguyên phách giết tới đỏ cả mắt rồi, thiếu chút nữa cho bọn họ một búa. Bọn họ khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy. cũng may Lý Nguyên phách đúng lúc thu tay lại, thế nào gặp phải những người yếu như các người vậy, Lý Nguyên phách nghi hoặc thì thầm nói một câu sau đó hắn liền lao lướt qua người bọn họ điều này khiến cho ba người xấu hổ được hận không tìm được một cái lỗ để chui vào nhưng bọn họ đối với lý nguyên phách lại không sinh ra nổi một tia hận ý bởi vì thực lực của lý nguyên phách và bọn họ tranh lệch quả thực giống như trời và đất xa không thể với xem ra vũ hội tiềm long đang tiến hành thật sự trở thành sân khấu cho tần quân ngộ dung huyền cảm thán nói tông ngạn nhìn theo bóng lưng của hai người đần độn gật đầu ba người cũng không có lại tiếp tục chạy trốn nữa có Tần Quân và Lý Nguyên Phách ở đây, bọn họ còn trốn cái lông. Xem cuộc vui là được, cùng lúc đó, Tần Quân và Lý Nguyên Phách giống như mãnh hổ nhảy vào giữa bầy dê, trong nháy mắt giết chết tất cả tu sĩ theo phía sau ba người Diệp Hiên, khiến cho bọn họ bị chết không thống khổ chút nào. Ngay sau đó chính là Thanh Yêu Lang, trong mắt Tần Quân có tinh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên dậm chân, bãi cỏ dưới chân hắn sụp xuống, toàn thân hắn giống như hỏa tiễn bay lên, tay phải hắn cầm ngân long chu hồn thương dơ lên thật cao, rất có khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lý Nguyên Phách giống như quỷ mị, dẫn đầu vọt vào bầy sói. Lực lượng khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được trực tiếp đánh bay tất cả thanh yêu lang. Máu tươi bắn lên trời cao, tiếng gãy xương và tiếng sói chu liên tiếp vang lên, ầm, một tiếng động vang lên, tần quân nện xuống một thương. Ngân Long chu hồn thương 5.000 cân nện ở trên thanh yêu lang, trực tiếp đập nó đến không còn hình sói, thậm chí lún vào trong bãi cỏ. Đồng thời con rồng bạc quấn vòng quanh tần quân khẽ ngâm một tiếng, sau đó lao đi tàn sát bừa bãi. Tất cả thanh yêu lang bị xé nát, tàn bạo vô cùng. Tần quân vừa đâm mũi thương giết chết thanh yêu lang, trong lòng vừa thầm cảm thán nói. Sát kỹ vẫn quá ít, chiến đấu không đủ hình tượng, không đủ xoái. Lý Nguyên Phách ở bên cạnh cũng không có chiêu thức hoa mỹ. Nhưng lực lượng của hắn thắng được tần quân không chỉ gấp ngàn lần. Cuộc chiến đấu biểu hiện lực trùng kích thị giác vô cùng lớn, thắng được tất cả pháp thuật hoa lệ, nếu không có có con rồng bạc hộ thể, Tần Quân rất dễ dàng bị danh tiếng cường thế của Lý Nguyên Phách ép qua. Một đám yêu lang nhị giai ở trước mặt hai người rất nhanh liền tan rã. Không được nửa phút, mấy trăm con yêu lang đều ngã xuống đất. Đương nhiên, phần lớn yêu lang đều bị Lý Nguyên Phách hành hạ đến chết. Tần Quân chỉ là bỏ ra một phần lực rất nhỏ, gia súc, Tần Quân vừa lau vết máu trên mặt vừa thầm mắng, Lý Nguyên Phách người này chiến đấu hoàn toàn là giống như máy móc nghiền ép. Trong thời gian tần quân giết một con yêu lang, hắn có thể giết 10 con. Nguyên phách hà, lần sau có thể lưu cho ta phân nửa hay không? Tần quân bất đắc dĩ nói, Lý Nguyên phách chỉ đành vò đầu cười khúc khích, rất nhanh, ba người Diệp Hiên, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh cùng với Hạo Thiên Khuyển đi tới. Lúc này Diệp Hiên đang hỏi Han ân cần về phía Trúc Nghiên Khanh. Tần quân nhìn thấy vậy trong lòng khó chịu, trước đó hắn vẫn không có cảm giác gì, nhưng từ sau khi hai người nắm tay, Tần Quân đã xem Trúc Nghiên Khanh thành thứ mình độc chiếm. Tất nhiên hắn khó chịu đối với việc Diệp Hiên biểu hiện ân cần với Trúc Nghiên Khanh. Hơn nữa hắn đã hỏi qua Trúc Nghiên Khanh, nàng và Diệp Hiên chỉ là quan hệ đệ tử đồng môn. Nghiên Khanh, qua giúp ta lau vết máu trên mặt một chút. Tần Quân giọng điệu kỳ quái kêu lên, Diệp Hiên nghe được sắc mặt thoáng cứng đờ. Sắc mặt Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền cũng có phần quái dị. Trúc Nghiên Khanh đảo mắt, nhưng lại vẫn đi về phía Tần Quân. Điều này làm cho Tần Quân vui mừng bất ngờ, khiến cho toàn thân Diệp Hiên rơi vào tình trạng ngây người. Tần Quân vốn chỉ nói đùa, muốn cắt ngang hành vi sáp lại gần của Diệp Hiên. Hắn không nghĩ tới trúc Nghiên Khanh thật sự đi tới, cũng không phải là muốn chỉnh ta chứ. Trong lòng Tần Quân tuôn ra dự cảm không tốt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên gương mặt lạnh lùng của trúc Nghiên Khanh không ngờ thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười hiếm thấy. Tuy rằng rất đẹp, nhưng lại khiến cho trong lòng Tần Quân sợ hãi. "Đại tỷ, ta chính là nói đùa." Tần Quân khóc không ra nước mắt lúc này trúc nghiên khanh đi tới trước mặt hắn thấy vậy thân thể hắn đều cứng ngắc nhưng mà một giây tiếp theo hành động của trúc nghiên khanh khiến cho hắn ngây người những người khác cũng nhìn ngây người chỉ thấy trúc nghiên khanh nâng tay phải lên ngón tay giữ ống tay áo lau mặt cho tần quân thần sắc ôn nhu giống như thê tử lau mặt cho trượng phu vừa mới trở về tất cả dường như bất động trong thiên địa chỉ còn lại hai người tần quân ngây người nhìn trúc nghiên khanh tim đập nhanh hơn đây vẫn là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác kỳ dị này biểu tình của ngươi là gì vậy? Còn sợ ta ăn ngươi sao? Trúc Nhiên Khanh nhẹ giọng hỏi, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn chầm chầm vào tần quân. Bốn mắt nhìn nhau, tần quân bị nhìn lại có chút trột dạ. Hắn vội vàng tránh mắt, nhìn sang chỗ khác. Mộ Dung Huyền bên cạnh, Tông Ngạn cùng với Tần Vân nhìn thấy cười tâu tuét một hồi. Hai mắt Diệp Hiên muốn phun lửa, hai tay nắm chặt thành quyền. Hạo Thiên Khuyển lại nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên, ánh mắt có chút xem kỹ. chương 213, tuyệt cảnh một. khụ khụ, tần quân luôn luôn tự xưng lão tài xế lúc này không ngờ hiếm thấy có một lần mặt đỏ mặc dù là đối mặt với đát kỷ tiểu ly du phượng hoàng cũng không khiến hắn thấy xấu hổ như đối mặt với ánh mắt của trúc nghiên khanh không hiểu sao hắn có cảm giác giống như tìm được mối tình đầu tê liệt đều đã hai đời làm người lại còn mất mặt như vậy thời điểm tần quân lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng chiếm tiện nghi trúc nghiên khanh lại xoay người đi tới một bên thật ra sở dĩ có biểu hiện lớn mật như thế Trúc Nghiên Khanh chính là muốn biểu hiện cho Diệp Hiên thấy, dù thế nào nàng không để ý tới sự lấy lòng của Diệp Hiên đối với nàng. Bản thân nàng đối với Diệp Hiên không có bao nhiêu thiện cảm. Hơn nữa trước thanh đồng quan, Diệp Hiên nhu nhược trầm mặc, nàng càng không thể nào ở cùng với Diệp Hiên. Còn có một điểm, nàng đã sớm nhìn ra được, thật ra Diệp Hiên thích không phải là con người nàng, mà là nhìn chúng thân thế của nàng. Dù sao ở bên trong viêm kình tông, hai người cũng không có quá nhiều giao tiếp. Điện hạ, trên người Diệp Hiên có yêu đan, âm thanh của hạo thiên khuyển bỗng nhiên vang lên ở bên tai tần quân tần quân nghe được không khỏi nhíu mày có yêu đan lại như thế nào chẳng lẽ bảo tần quân cướp hay sao tuy tần quân tự cho rằng mình không có phẩm hạch nhưng còn không có đề tiện đến mức chém giết cướp của đó là một viên yêu đan lang vương tam giai cho nên mới có bảy sói đuổi bắt bọn họ chính bởi vì trên người hắn cất dấu yêu đan lang vương hạo thiên khuyển tiếp tục truyền âm nói tần quân bừng tỉnh nhưng cũng không có để ở trong lòng so với yêu đan lang vương tam giai long châu của hắn còn có giá trị đáng sợ hơn hừ nếu để cho ta biết là ai đưa bầy sói tới ta không giết chết hắn cũng không được tông ngạn phá tan bầu không khí lúng túng nói sang chuyện khác lời này vừa nói ra trên mặt mộ dung huyền cũng lộ ra vẻ ngoan độc chẳng biết tại sao bị bầy sói đuổi bắt tâm tình bọn họ tất nhiên khó chịu nếu như không phải gặp được đám người tần quân bọn họ chắc hẳn sẽ rơi vào kết quả rời khỏi kết quả phải rời khỏi cuộc thi đấu Tần quân nghe được sắc mặt nhất thời quái dị, hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên, sắc mặt người này vẫn giống như bình thường, hình như không vì Trúc Nghiên Khanh chấn động, cũng không phải biến sắc vì lời Tông Ngạn nói. Lòng dạ đủ sâu, trên người hắn cất dấu yêu đan lang vương, rõ ràng là vừa rời khỏi thân thể, yêu khí nồng đậm. Âm thanh của Hạo Thiên Khuyển tiếp tục truyền vào trong tai Tần Quân. Xem thế này Tần Quân còn không rõ, vậy hắn thật sự còn ngốc hơn so với Lý Nguyên Phách. Ý tứ của Hạo Thiên Khuyển rõ ràng là Lang Vương mới bị giết chết. Có thể có yêu đan Lang Vương chí ít tam giai, tương đương với tu sĩ Kim Đan cảnh. Yêu thú như vậy Diệp Hiên mới là tu vi trúc cơ cảnh đỉnh phong, không có khả năng có thể địch lại nổi. Nếu là tu sĩ Kim Đan cảnh thậm chí tu sĩ thuế phàm cảnh giết chết, Diệp Hiên cũng rất khó cướp giật được yêu đan. Hoặc là có hai loại khả năng, một là Diệp Hiên giấu riêng, hai là vận khí người này chờ tăng cao, thật sự nhặt được. Tần Quân có khuynh hướng với điều trước hơn. Hắn thấy mọi chuyện đều có nguyên nhân có kết quả, hơn nữa chỉ riêng biểu hiện của Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền có thể thấy, rõ ràng không nhìn thấy Diệp Hiên nhặt được yêu đan lang vương. Cẩn thận suy nghĩ vấn đề từ góc độ xấu nhất, có thể Diệp Hiên giấu đi chỉ là vì một tiếng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng bây giờ bởi vì biểu hiện của Trúc Nghiên Khanh vừa rồi, khó bảo toàn người này sẽ không ra tay hãm hại hắn. Dương sư tỷ đâu? Trúc Nghiên Khanh nhíu mày nhìn về phía Tông Ngạn hỏi, ánh mắt của nàng vẫn không hề rơi vào trên người Diệp Hiên hai người giống như người xa lạ thần thái của diệp hiên cũng đã khôi phục lại bình thường giống như không nhìn thấy được cảnh tượng lúc trước lòng giả dạ thật sâu trong lòng tần quân thầm cảm thán tông ngạn nhìn trúc nghiên khanh đáp lại sau khi đi vào liền không có gặp được nàng nàng dù sao cũng không phải là lần đầu tiên tham gia vũ hội tiềm long trúc sư muội yên tâm đi nàng sẽ chiếu cố tốt cho bản thân trúc nghiên khanh gật đầu liền không nói thêm gì nữa bầu không khí nhất thời lại trở nên lúng túng chúng ta đi thôi cũng không thể cứ ở lại chỗ này mùi máu tươi quá nặng tần vân phá tan yên lặng nói mọi người tất nhiên không có ý kiến nhìn thấy được ba người diệp hiên dự định theo mình tần quân không khỏi nhíu mày nói chúng ta thuận lợi cứu các ngươi chẳng lẽ còn muốn chúng ta sau này vẫn bảo vệ các ngươi sao đặc biệt muốn ta bảo vệ các ngươi các ngươi chỉ ít lấy ra một chút thành ý chứ từ vương quốc thương lam đến bây giờ đám người diệp hiên thù lao gì cũng không có cho tần quân tất nhiên không vui lời này vừa nói ra ba người diệp hiên nhất thời lúng túng trúc nghiên khanh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm tần quân quả thực không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ chúng ta đi thôi tần quân nhìn tần vân và trúc nghiên khanh nói một tiếng sau u đó liền xoay người rời đi lý nguyên phách và hạo thiên khuyển theo sát phía sau tần vân liếc mắt nhìn ba người diệp hiên lắp đầu đuổi theo bước chân của tần quân thật ra trúc nghiên khanh không đi cùng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong mắt diệp hiên lóe lên một tia vui mừng Tần quân quay đầu lại, cao mày nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, hình như muốn nàng cho hắn một lời giải thích. Ta muốn dựa vào chính mình, Trúc Nghiên Khanh khẽ nói, nói xong liền đi về một hướng khác, đội ngũ lại cứ như vậy chia ra làm ba ngả. Tần quân nhìn bóng lưng nàng rời đi, trầm mặc không nói. Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu cười, thôi đi, mặc nàng đi cố gắng, nghĩ tới đây, tần quân liền quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Tông ngạn nhìn đám người tần quân một chút, lại nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, Cuối cùng quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Hiên hỏi: "Đại sư huynh, chúng ta nên làm cái gì, đuổi theo trúc sư muội?" Diệp Hiên trầm ngâm nói, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm mà hai người tông ngạn không có cách nào nắm bắt được. Hai người tất nhiên không có ý kiến, vội vàng cùng Diệp Hiên đuổi theo về phía Trúc Nghiên Khanh. "Hoàng huynh, huynh nhẫn tâm bỏ lại trúc cô nương sao?" Tần Vân không nhịn được hỏi, hắn còn tưởng rằng Tần Quân và Trúc Nghiên Khanh đã đính ước. Tần Quân đảo mắt, nói: Ngươi biết cái gì, ta tự có sách lược của ta. Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía ba người Diệp Hiên, khi nhìn thấy được bọn họ đuổi theo Trúc Nghiên Khanh, khóe miệng tần quân cong lên, thoáng lộ ra một ý cười chiêu tức. chương 214, tuyệt cảnh 2, Hạo Thiên Khuyển, phạm vi nhận biết xa nhất của ngươi là bao nhiêu? Tần quân truyền âm về phía Hạo Thiên Khuyển hỏi, Hạo Thiên Khuyển như có thâm ý liếc mắt nhìn hắn một cái, hồi âm nói. Chí ít xa hơn so với bọn họ, nó tất nhiên hiểu rõ ý tứ của tần quân, liền đi theo sau lưng đám người diệp hiên lặng lẽ theo dõi tình hình diệp hiên quá mức khác thường mặc dù là hạo thiên khuyển cũng ngửi được mùi âm mưu cho nên nó mới có thể nhắc nhở tần quân có vài điều nó cũng không nói ra đó chính là nó từ trên người diệp hiên cảm giác được một tia khí thức khiến tim nó đập nhanh đó cũng không phải là khí thức của nhân tộc lại như vậy đợi sau khi đám người diệp hiên đi xa đám người tần quân mới có thể thay đổi phương hướng đi theo phía sau bọn họ trăng lặn mặt trời lên cách sự kiện bầy sói trên thảo nguyên đã qua một ngày rưỡi. Đám người Diệp Hiên đi tới bên cạnh một con sông nhỏ trong dãy núi nghỉ ngơ. Trúc Nhiên Khanh bắt đầu ngồi tính tọa điều dưỡng linh lực trong cơ thể. Ba người Diệp Hiên lại ở bên cạnh nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy, chắc hẳn không thể không tiến hành thi đấu lôi đài. Tông Ngạn vừa lau mồ hôi vừa cảm thán nói, trên đường đi tới, bọn họ chiến đấu mấy mươi lần. Nhưng phần lớn thời gian đều là đối phương chạy trốn, tuyển thủ thật sự bị đào thải không vượt quá 50 người phải biết rằng thí luyện thành được biết lên tới 10 vạn tuyển thủ. Còn có 2-3 ngày nữa, thí luyện thành liền kết thúc. Sau đó lại tiến hành thi đấu lôi đài, đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Phải biết rằng trong những người tham gia thi đấu lạc yên thành, tu sĩ kim đan cảnh rất đông, tu sĩ thuế phạm cảnh cũng không có thiếu. Hiện tại lại phải trông chờ vào tần quân bọn họ, mộ dung huyền nhún vai nói, ánh mắt tông ngạn nhất thời sáng lên, đúng vậy, thực lực lý nguyên phách thế nào, bọn họ lại biết rõ như ban ngày người này tuyệt đối sẽ phá tan cân bằng của cuộc thi đấu. Tuy rằng bị tần quân từ chối đồng hành, nhưng bọn họ cũng không có một câu oán hận. Hừ, Diệp Hiên không vui hừ lạnh một tiếng, khiến cho hai người mộ dung huyền nhất thời im lặng. Kể từ lúc tách khỏi tần quân, Diệp Hiên liền trở nên có chút trầm mặc ít nói. Thậm chí khiến người ta một loại cảm giác u ám, hơn nữa Trúc Nghiên Khanh vẫn không hề liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Điều này khiến cho bầu không khí trong đội ngũ vẫn có chút quỷ dị. Tặc lưỡi, Nữ tử thật xinh đẹp, đúng lúc này, một giọng nói trêu tức truyền đến, ngay sau đó một đội tu sĩ trẻ tuổi từ trong rừng cây đi ra, tiến về phía bờ sông chỗ bọn họ. Người dẫn đầu chính là một người thanh niên mặc áo đen, tay cầm quạt giấy, tướng mạo tuy rằng tuấn tú, chỉ là trên mặt hiện ra nụ cười tà, khiến cho người ta rất khó có thể sinh ra thiện cảm đối với hắn. Mấu chốt nhất chính là hắn lại có tu vi Kim Đan cảnh tầng 6. Một nhóm tu sĩ phía sau đều là tu vi Kim Đan cảnh trên mặt mỗi người đều lộ vẻ trêu tức nhìn trúc nghiên khanh ba người diệp hiên liền vội vàng đứng lên sắc mặt đều có chút khó coi đối phương đè ép mang tính khí thế khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ trái tim cũng rơi vào đáy cốc trúc nghiên khanh còn trực tiếp rút kiếm ra nàng có thể cảm giác được ánh mắt của tất cả đối phương đều tập trung ở trên người mình điều này khiến cho nàng rất khó chịu nàng cũng không phải tiểu nữ hài ngây thơ vô tri tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ xấu xa của đối phương giết chết bọn chúng nữ tử này để cho ta vui đùa một chút trước, đợi lát nữa cũng cho các người thoải mái. người thanh niên mặc áo đen thu hồi quạt giấy, cười ta nói. trong khi nói chuyện, hắn liền bước chậm đi về phía trúc nghiên khanh. đám bạn đồng hành còn lại của hắn lại lao về phía ba người diệp hiên. đủ chín tên tu sĩ kim Đan cảnh, ba gã tu sĩ trúc cơ cảnh sao có thể ngăn cản được? ầm um, ầm um, ầm um, ba người diệp hiên thậm chí không kịp phản ứng đã bị đối phương đạp ngã xuống đất, xương ngực bị gãy máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Trúc Nhiên khanh nhíu mày, nàng tất nhiên hiểu rõ mình không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa nghĩ tới đây, nàng lại cầm trường kiếm trong tay đặt sát cổ trắng như tuyết của mình. Nàng tình nguyện chết cũng không để cho mình bị đạp hỏng. ầm, um, đúng lúc này một khí thức bá đạo tuyệt luân truyền đến. Tất cả mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Diệp Hiên quỳ rạp trên mặt đất bị một khí đen quỷ dị quấn quanh. Khí đen này giống như lửa cháy mạnh, cao chừng mấy thước. Đám người người thanh niên mặc áo đen thấy vậy, sắc mặt biến hóa kịch liệt. Khí tức này, người thanh niên mặc áo đen hoảng sợ kêu lên, mặc dù là kim đan cảnh tầng 6, hắn đối mặt với Diệp Hiên thời khắc này, trong lòng không ngờ cũng có một cảm giác sợ hãi và bất an. Những người khác cũng chấn động kinh ngạc nhìn Diệp Hiên, trong đó bao gồm cả Trúc Nghiên Khanh, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền cũng như vậy. Cái này, Tông Ngạn há hốc mồm, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được Diệp Hiên ở trong trạng thái như vậy lúc này thân thể diệp hiên vặn vẹo chậm rãi đứng lên từ trong cơ thể hắn tràn ra tới khí đen càng thêm nồng đậm khiến cho người ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh vì mấy loài bò sát kim đan cảnh này không ngờ lại khiến bản tỏa tỉnh lại một âm thanh thâm trầm khủng khiếp từ trong miệng diệp hiên truyền ra ngay sau đó diệp hiên ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt tươi cười dữ tợn đám người thanh niên mặc áo đen nhìn thấy trong lòng sợ hãi không thôi tất cả bọn họ đều lấy ra pháp khí của mình những thứ không biết chính là thứ kinh khủng nhất, rất rõ ràng trong cơ thể Diệp Hiên cất giấu tồn tại không rõ. Âm thanh vừa rồi tà ác đến cực điểm, khiến cho một đám tu sĩ kim đan cảnh đều cảm thấy nổi da gà. Ba người Trúc Nghiên Khanh dường như lần đầu tiên biết tới Diệp Hiên. Diệp Hiên thời khắc này và Diệp Hiên lúc trước quả thực giống như hai người khác nhau, ta dị vô cùng, giống như tà ma từ địa ngục bò ra. Chỉ thấy hai tay Diệp Hiên mở ra, từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện khí đen, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thanh đao màu đen. Ngay sau đó hắn cười giữ tợn một tiếng, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Phụt, 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 một bóng đen giống như quỷ mị không ngừng thoáng hiện. Từng tên tu sĩ kim đan cảnh căn bản không kịp phản ứng đã bị cắt qua ít hầu, máu tươi bắn ra, liên tiếp ngã trên mặt đất. chương 215, tà ma phụ thể. Xôn sao, các tu sĩ còn lại vạn phần hoảng sợ. Cho dù là người thanh niên mặc áo đen cũng khiếp sợ đến mức liền vội vàng nắm lấy Trúc nghiên Khanh làm con tin. Người đừng tới đây, ta là ma vũ đệ tử của tinh túc môn, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ bị tinh túc môn truy sát, thậm chí liên lụy tới vương quốc của ngươi. Người thanh niên mặc áo đen run giọng nói, Diệp Hiên biểu hiện ra quỷ dị, thực sự khiến cho hắn khiếp sợ không nhẹ. Đáng tiếc, thời khắc này Diệp Hiên đã đổi thành một người khác. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, tinh túc môn tính cái gì, năm đó chính ma đại chiến, môn phái của Hoàng Triều Nam chắc các ngươi lại có đầu rút cổ ở phía sau chiến tuyến. Một đám hèn nhát, chính ma đại chiến đám người ma vũ lộ ra vẻ mê mang ba người tông ngạn cũng vậy bọn họ căn bản không có nghe nói qua cùng lúc đó trong rừng cây cách đó một dặm hạo thiên khuyển bỗng nhiên truyền âm về phía tần quân nói phía trước có ma khí hơn nữa tà ác đến cực điểm ma khí tần quân không khỏi liên tưởng đến lúc đầu trước khi hắn ở thanh đàn thành của vương quốc càn nguyệt tiêu diệt trình ra gặp phải một thiếu niên ma đạo ngay sau đó hắn lại nghĩ đến trúc nghiên khanh vội vàng nói không tốt, chúng ta nhanh đuổi theo đi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên một cái. Mây mù dưới chân trong nháy mắt ngưng tụ ra. Hạo Thiên Khuyển và Lý Nguyên Phách nhanh nhẹn nhảy tới. Bọn họ ngồi trên mây mù nhanh chóng bay về phía trước. Ta ngất, ta còn chưa lên đâu. Tần Vân Bi thương căm phẫn kêu lên. Đáng tiếc Tần Quân căn bản không để ý tới hắn. Hắn chỉ có thể chạy đuổi theo không ngừng ở phía sau. Ở trước mặt Hồng Nhan, vị đệ đệ ngu xuẩn này của hắn tính là cái gì? Bên kia, bạn đồng hành còn lại của ma vũ đều bị Diệp Hiên sau khi ma hóa tàn nhẫn giết chết. Khắp mặt đất đều là máu, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo tới phiên ngươi, đã lâu không hoạt động, nhờ có các ngươi ép hắn buông tha quyền chủ động nắm giữ thân thể. Diệp Hiên lắc lắc cái cổ cười ta nói, nghe được lời của hắn, đám người ma vũ cảm thấy sởn tóc gáy. Lẽ nào trong cơ thể Diệp Hiên thật sự cất giấu một vị ma đầu? Chân mày Trúc nghiên Khanh nhíu lại càng sâu, nàng hoàn toàn không có sợ hãi trên mặt nàng chỉ có vẻ nghi hoặc ngươi ngươi không nên qua toàn thân ma vũ run rẩy nói tốc độ của diệp hiên khiến cho hắn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu lúc này hắn chỉ nghĩ làm thế nào để chạy thoát thân lúc này thân hình diệp hiên bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở phía sau ma vũ hai tay hắn cầm thanh đao màu đen trực tiếp chém ngang lưng ma vũ máu tươi bắn lên chiếc áo đỏ của trúc nghiên khanh nàng chỉ cảm thấy ma vũ trong nháy mắt không có lực thân thể theo quán tính ngã về phía trước. Nàng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Ma Vũ. Nhìn xuống tiếp, đồng tử trong mắt của nàng không khỏi co lại. Bịch một tiếng, nửa người trên của Ma Vũ rơi trên mặt đất, nhưng hắn lại chưa có chết hẳn, há hốc mồm, nửa người trên không ngừng co quắp, rõ ràng hắn vẫn ở trong sự thống khổ cực độ, sống không bằng chết. Người sau khi bị chém ngang lưng sẽ không lập tức chết đi. Người bình thường còn như vậy, huống gì tu sĩ kim đan cảnh? nhưng đau đớn tiếp theo, cho dù là tu sĩ kim đan cảnh cũng khó mà chịu được. Huống gì ma vũ chính là đóa hoa trong nhà ấm, thiên tài tinh túc môn, chưa từng gặp phải hành hạ như vậy. Trước kia hắn xuất hành đều có đồng môn tiểu đệ làm bạn. Ban đầu hắn muốn lần này hắn tới Lạc Yên Thành tham gia thi đấu, sẽ diễu võ dương oai. Nhưng không nghĩ tới, hắn không ngờ gặp phải Diệp Hiên. Thống khổ cực hạn khiến cho sắc mặt ma vũ nhăn nhó, tiếng kêu thảm thiết giống như lợn bị chọc tiết. Ba người trúc nghiên khanh nhìn thấy, Cảm giác buồn nôn. Đại sư huynh, sư huynh làm sao vậy?" Tông Ngạn thận trọng hỏi. Giờ này phút này Diệp Hiên bị ma khí lượn quanh, khiến cho bọn họ khẩn trương, sợ hãi. Bọn họ rất sợ Diệp Hiên cũng giết chết bọn họ. Diệp Hiên nhếch miệng cười, điềm nhiên nói: "Đại sư huynh, các ngươi biết trong lòng gia hỏa này có bao nhiêu âm u, bao nhiêu xấu xí sao?" Lời này vừa nói ra, Tông Ngạn nhất thời trầm mặc. Những lời này không thể nghi ngờ đã chứng minh Diệp Hiên thời khắc này đã bị tà ma chiếm thân thể từ trong lòng hắn cũng không có xem các ngươi là sư đệ. Thậm chí bình thường xem thường các ngươi không có thiên phú. Diệp Hiên trêu tức cười nói, đồng tử của hắn càng thêm đỏ, uy nghiêm đáng sợ vô cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, tiếp tục cười nói. Mà nàng, hắn đã sớm muốn thèm muốn thân thể của nàng. Có biết hắn vì sao vẫn xung xoe đối với nàng không? Bởi vì bối cảnh của nàng, trong lúc vô tình hắn nghe được lai lịch của nàng, cho nên mới muốn đề nghị dẫn nàng cùng tham gia vũ hội tiềm long, muốn ở trên đường, hắc hắc. Lời của hắn ác độc khó nghe, nhưng sắc mặt Trúc Nghiên Khanh bình tĩnh, dường như không nghe được. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền nắm chặt nắm đấm, thật không nghĩ tới đại sư huynh bọn họ kính nể không ngờ là tiểu nhân như vậy. Thật ra mỗi người đều có một góc u tối, nhưng người tốt có thể ngăn chặn mặt u tối này, đáng tiếc mặt u tối của Diệp Hiên lại bị tà ma công bố ra. Mặc dù người này cái gì cũng chưa từng làm, nhưng trên lưng lại phải gánh lấy cái danh hiệu tiểu nhân thật đáng buồn đáng tiếc ngươi rốt cuộc muốn như thế nào trúc nghiên khanh nhẹ giọng hỏi dường như diệp hiên trước mắt căn bản không uy hiếp được nàng ta muốn như thế nào ánh mắt diệp hiên lộ ra tà quang nồng đậm hắn lạnh giọng cười nói đương nhiên là giúp tên tiểu tử này hoàn thành chuyện hắn muốn làm lại không có dám làm tông ngạn và mộ dung huyền nhất thời mặt xám như cho tàn bọn họ làm sao có thể không nghe ra được sát ý ở trong giọng nói của diệp hiên sắc mặt của trúc nghiên khanh thoáng đổi có đôi khi quá đẹp cũng một sự sai lầm tê liệt dám nhúng chạm nữ nhân của ta nguyên phách một búa đập chết hắn đúng lúc này trong rừng cây truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ ngay sau đó một bóng người điên cuồng mãnh liệt va chạm vào cây cối vọt ra thình lình đó là lý nguyên phách trong tay cầm kim bằng thần trùy lý nguyên phách lộ ra vẻ mặt hưng phấn lao vọt về phía diệp hiên ngay sau đó tần quân và hạo thiên khuyển cưỡi mây mù bay ra khỏi rừng cây hừ không nghĩ tới nhanh như vậy các ngươi đã lại đuổi tới. Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị chạy trốn. Chương 216, ma tu khủng bố. Hắn chờ đợi ở trong cơ thể Diệp Hiên đã không phải là một ngày hai ngày. Lý Nguyên phách huy mãnh thế nào, hắn đã sớm biết được. Nếu như là khi hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh, hắn còn dám cùng Lý Nguyên phách cứng đối cứng. Nhưng hiện tại hắn chiếm lấy thân thể yếu ớt này của Diệp Hiên. Nếu như hắn lưu lại giao chiến, người chết sẽ chỉ có thể là hắn đáng tiếc lý nguyên phách lại không có ý định muốn buông tha cho hắn đừng mong chạy thoát lý nguyên phách hưng phấn gào một tiếng tay phải nhanh chóng ném ra kim bằng thần trùy tốc độ của thần trùy nhanh không thể tưởng tượng nổi trọng lượng hơn nghìn cân nhanh chóng ném ra uy thế không kém chút nào so với động cơ xe lái tới cực nhanh diệp hiên biến sắc vội vàng né tránh không ngờ hữu kinh vô hiểm tránh thoát được trùy của lý nguyên phách ném tới ầm ừ, một tiếng lớn vang lên kim bằng thần trùy vượt qua con sông, trực tiếp đập nát ngọn núi ở ở phái đối diện. Lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng, dâng lên gió lớn khiến cho rừng cây xung quanh cũng đang điên cuồng lay động. Nước sông cuồn cuộn, bản thân ngạn và mộ dung huyền bị trọng thương tông chỉ có thể nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Diệp Hiên cũng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn vẫn là lần đầu tiên ở cách gần như vậy, cảm giác lực lượng của Lý Nguyên Phách. Người rốt cuộc là ai? Lực lượng như vậy, bên trong cơ thể người tuyệt đối ẩn chứa huyết mạch cổ diệp hiên quay đầu nhìn về phía lý nguyên phách trầm giọng hỏi giờ phút này hắn bị tà ma chiếm lấy thần thức cho nên có thể cảm giác được sự khác biệt của lý nguyên phách đối với điều này lý nguyên phách không rảnh để ý tới hắn lại lao về phía diệp hiên tần quân không khỏi truyền âm về phía hạo thiên khuyển hỏi hắn thế nào khí tức mạnh tới mức nào bị ma khí lượn lờ diệp hiên cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng điều này làm cho tần quân rất chấn động kinh ngạc chẳng lẽ người này còn có thể biến thân Trời à, người say ra à sao, trong cơ thể hắn che giấu ma hồn, chắc là linh hồn của tu sĩ ma đạo hoặc linh hồn ma tộc ẩn nấp bên trong cơ thể hắn. Lúc này ma hồn đang nắm chủ đạo thân thể hắn. Hạo thiên khuyển truyền âm giải thích, ma hồn, tần quân càng nghi ngờ hơn, tiếp tục hỏi, tu sĩ ma đạo và ma tộc có gì khác nhau sao? Tu sĩ nhân tộc chia ra làm hai đạo chính ma, ma từ lúc nhân tộc sinh ra đã xuất hiện, một ít tu sĩ nhân tộc thấy được ma tộc mạnh mẽ và tàn bạo liền bắt trước theo đi lên lối rẽ tốc độ tu vi của tu sĩ mà đạo tiến bộ nhanh hơn so với tu sĩ chính đạo nhưng rất dễ dàng bị lạc mất phương hướng tâm trí trở thành quái vật chỉ biết tới giết chóc tần quân bừng tỉnh hóa ra tu sĩ mà đạo là tồn tại như thế so với tiểu thuyết tiên hiệp ở trên mạng kiếp trước có chút khác biết cùng lúc đó diệp hiên và lý nguyên phách đang đánh với khí thế ngất trời lý nguyên phách với thế tấn công hung bạo mạnh mẽ diệp hiên căn bản không dám cứng rắn chống đỡ chỉ có thể không ngừng né tránh. Tốc độ của hai người nhanh đến mức khiến cho người ta căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là khí thế của hai người quấy đầu ô lôi vân cuồn cuộn kéo tới, cuồng phong dâng lên bốn phía. Tần Quân thấy vậy, trợn mắt há hốc mồm, chỉ là ma hồn chiếm thân thể đã có thể khiến cho chiến lực bay vọt, quả thực đáng sợ. Trời ạ, à, nếu như tiểu tử này lúc trước phóng ra ma hồn, hắn không phải sẽ bị tiểu tử này tiện tay bóp chết hay sao? Chỉ có điều rất nhanh hắn liền chú ý thấy Thân thể của Diệp Hiên đang không ngừng chảy máu. Chỉ là ở dưới ma khí làm nền, khiến cho người ta rất khó nhìn thấy được rõ ràng. Người này sau này sợ rằng sẽ bị ma hồn dần dần cắn nuốt hồn phách, từ nay về sau rơi vào ma đạo. Hạo Thiên khuyển lắc đầu cảm thán, điều này cũng giải thích vì sao Diệp Hiên có thể giữ lấy yêu đan lang vương. Tần Quân có thể nói là mở rộng tầm mắt, bị ma hồn phụ thể, rất có khuôn mẫu của nhân vật chính. Đáng tiếc Tần Quân có thứ càng biến thái hơn so với ma hồn. Diệp Hiên nhất định còn hơn nhân vật chính. Đáng giận, ta nổi giận, Lý Nguyên phách phiền não đến mức giết gào một tiếng. Ngay sau đó đồng tử hắn trở nên thu nhỏ lại, nhọn hơn. Khí thế khủng khiếp bỗng nhiên tăng cao. Diệp Hiên cả kinh, sắc mặt đại biến, vội vàng đưa hai tay vào hư không xé một cái, lôi ra một lỗ hổng màu đen, nhanh chóng chui vào trong đó. Muốn chạy sao? Lý Nguyên Phách nổi giận gần thức tỉnh chân thân chim đại bàng cánh vàng để tiêu diệt Diệp Hiên. Tần quân vội vàng truyền âm gọi hắn lại. Nguyên Phách, đừng để lộ, bình tĩnh, tuy rằng rất muốn nhìn thấy chim đại bàng cánh vàng uy phong, nhưng ở bên trong thế giới pháp bảo rất dễ dàng bị trưởng lão thần kiếm đường phát hiện. Nếu như bị phát hiện, thần kiếm đường khẳng định lại nghi ngờ đến trên đầu hắn. Hành trình vũ hội Tiềm Long của hắn cũng sẽ bị ngâm nước nóng. Lý Nguyên Phách vừa nghe, chỉ đành áp chế lửa giận. Ánh mắt hắn khôi phục lại bình thường, trở lại bên cạnh Tần Quân. Hoàng hôn đã tới, bên trong phủ đệ phân đà thần kiếm đường phỉ ngọc thuộc toàn thân mặc y phục màu xám ngồi ở trong đình viện uống trà từ sau khi không hoài nghi tần quân nữa hắn đã rất ít khi kiểm tra tất cả mọi chuyện diễn ra ở bên trong thế giới pháp bảo bởi vì hắn thấy qua vô số lần biết được bên trong sẽ phát sinh quá nhiều chuyện đáng ghê tởm cũng không biết hai tiểu gia hỏa này đã đào thải bao nhiêu tuyển thủ đúng lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hắn vội vàng mở tay phải ra một ngọn đèn đỏ như máu xuất hiện ở trong tay hắn hắn vừa muốn động thủ một bóng đen từ trong ngọn đèn bay ra càng lúc càng lớn thình lình chính là diệp hiên bịch một tiếng động vang lên sau khi diệp hiên cơ khôi phục lại hình thể như bình thường hạ xuống bên cạnh phỉ ngọc thụ phỉ ngọc thụ nhìn thấy ma khí uy nghiêm đáng sợ sắc mặt thâm trầm ma tu phỉ ngọc thụ trầm giọng quát trong nháy mắt trong lòng hắn liền liên tưởng đến chuyện lúc trước phân đà thần kiếm đường bị tàn sát chẳng lẽ là do tên ma tu trước mắt này gây nên nếu như tần quân biết được suy nghĩ trong lòng hắn lúc na, khẳng định sẽ phì cười. Trời à, cái này là ném nổi sao? Hừ, Diệp Hiên gần như hóa thành người máu liếc mắt nhìn phỉ ngọc thụ, sau đó liền đột nhiên biến mất. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến cho phỉ ngọc thụ trở tay không kịp. Lực không gian, ít nhất là ma đầu tu vi đã vượt qua thiên tiên cảnh. chương 217, hung bạo thoải mái, một. Phỉ ngọc thụ mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, nhưng hắn cũng nhìn ra đối phương chỉ là trạng thái ma hồn, thân thể quá yếu. Bằng không lúc này hắn đã là người chết, không được, phải truyền tin tức này đi. Phỉ Ngọc thụ cắn răng nghĩ, về phần bắt Diệp Hiên, hắn ngay cả ma khí của Diệp Hiên đều không cảm ứng được, làm sao bắt? Bên trong thế giới pháp bảo, bên cạnh sông nhỏ, Tần Quân kéo bàn tay nhỏ bé của Trúc Nghiên Khanh, quan tâm trách nói: "Xem đi, đã bảo nàng đi theo ta, nàng không nghe lời, còn nói muốn dựa vào chính mình, thiếu chút nữa cả cái mạng cũng bị mất." Sắc mặt Trúc Nghiên Khanh có chút không được tự nhiên, nàng theo bản năng muốn rút tay ra, đáng tiếc Tần Quân người này liều chết nắm lấy tay nàng không tha, mượn giáo dục là lá chắn cho sự số sảng của hắn. "Ta không quan tâm, từ giờ trở đi, nàng liền theo ta." Tần Quân cười hắc hắc nói. Trúc Nghiên Khanh muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một tia ngọt ngào sinh sôi. Lập tức hắn liếc một vòng nhìn những thi thể đang nằm đầy trên đất, sau đó nói: "Đi thôi, ở đây không sạch sẽ. Bọn họ thì sao?" trúc nhiên khanh nhìn về phía tông ngạn và mộ dung huyền ngã trên mặt đất hỏi tần quân nhún vai nói hoặc là bóp nát tấm bảng gỗ hoặc là chờ chết hắn cũng không có lòng nhiệt tình mang theo hai người bị thương bệnh hoạn trúc nhiên khanh không tiếp tục cầu tình theo nàng lấy thực lực bản thân mộ dung huyền và tông ngạn sẽ rất khó thông qua thí luyện thành theo bản thân nàng cũng rất đáng ghét phải giúp đỡ người yếu cứ như vậy đoàn người chuẩn bị rời đi cứu ta bị chém ngang lưng ma vũ run giọng nhìn tần quân cầu xin. Giờ phút này hắn đã thống khổ đến mất cảm giác, tần quân nhìn hắn cười sáng lạng. sau đó lấy ra Desert Eagle, một tiếng động chấm dứt tính mạng của hắn. Đống cặn bã, dám nhúng chàm nữ nhân của lão tử, còn muốn cầu cứu. Đi thôi, tần quân thu hồi Desert Eagle cười nói, tông ngạn và mộ dung huyền nằm dưới đất muốn nói lại thôi. Cuối cùng bọn họ vẫn không bỏ lại được tôn nghiêm cầu xin tần quân. Chờ sau khi bọn họ rời đi, hai người mới chật vật lấy ra tấm bảng gỗ. Hơn 10 năm sau này, chúng ta vẫn chăm chỉ tu luyện đi. Mộ Dung Huyền cười khổ nói, Tông Ngạn trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại đồng ý với đề nghị của hắn. Trải qua chuyện hôm nay, bọn họ mới chính thức ý thức được mình yếu tới mức nào. Có thể ở bên trong vương quốc Ngô Kỳ, bọn họ có thể lăn lộn tới phong sinh thủy khởi. Nhưng ở bên trong Hoàng Triều Nam Trác, bọn họ lại yếu ớt giống như con kiến hôi. Từ sau khi Diệp Hiên rời đi, Phỉ Ngọc Thụ liền truyền ra tin tức, chứng minh quả thật có tà ma xâm nhập. Chính là để cho tất cả mọi người trong thành có thể cảnh giác. Điều này cũng không như quốc gia địa cầu, chỉ lo dung chuyển. Hoàng Triều Nam chắc cũng không sợ, bởi vì nơi này cũng không phải là thế giới dân chủ, người mạnh là vua, một bậc ép một bậc. Có một câu, oán hận ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là phù vân. Mà ngày này, thí luyện thành sắp kết thúc, trên quảng trường trung tâm Lạc Yên Thành đã kín người hết chỗ phần lớn đều người tham gia thi đấu bị đào thải. Mặc dù thua, bọn họ cũng rất muốn xem thử kết cục sẽ như thế nào. Cũng không biết cuối cùng có thể còn lại 100 người hay không. Chắc hẳn là có thể. Tần Quân và Lý Nguyên Phách quá mạnh. Đúng vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào trận chung kết. Tội gì khó xử chúng ta. Đúng vậy, ra hỏa đáng giận kia. Hy vọng Tần Quân và Lý Nguyên Phách chết ở trong đám yêu thú. Những người dự thi bàn luận ẩm ý. Các tu sĩ còn lại cũng vậy tần quân và lý nguyên phách quét ngang thế giới pháp bảo tin tức này đã được truyền khắp toàn thành thậm chí mơ hồ có tiết tấu được truyền bá về phía những thành thị khác chỉ có điều hoàng triều nam chắc rất nhiều thành trì cũng có một vài thí luyện thành phát sinh tình tiết cùng loại trung quy có một vài yêu nghiệt cường đại đến mức có thể không để ý tới quy tắc phỉ ngọc thụ ngồi ở bên cạnh vạn dân cầu bình tĩnh uống trà nhàn nhã giống như chuyện lúc trước diệp hiên ma hóa không phát sinh qua gặp phải kẻ địch mạnh hơn hắn hắn lại lười quản giao cho thánh thượng đi định đoạt. So với ma tu vượt qua thiên tiên cảnh lẻn vào hoàng triều nam trác, hiện nay thánh thượng khẳng định đứng ngồi không yên. Hoàng đế của hoàng triều được gọi là thánh thượng, chính là sự khác biệt với hoàng đế của vương quốc. Đã đến giờ, phỉ ngọc thụ bỗng nhiên đứng dậy nói. Sau khi nói xong, hắn liền cầm ra chiếc đèn đỏ như máu của mình. Trong miệng hắn khẽ đọc một câu chú ngũ mà người bình thường nghe không rõ. Ngay sau đó cánh cửa truyền tống phía sau bắt đầu có sóng dao động, từng tên tu sĩ đi ra phần lớn mọi người vẫn còn ở trạng thái kinh ngạc trên người mỗi người đều đầy máu những người sống sót đến cuối cùng gần như đều từng trải qua chiến đấu rất nhanh tần quân tần vân trúc nghiên khanh lý nguyên phách hảo thiên khuyển cũng đi ra trời à thiếu chút nữa diệt những người này tần quân hùng hùng hổ hổ nói những tu sĩ lúc trước đi ra sắc mặt đều khó coi trên mặt phỉ ngọc thụ đầy vẻ cổ quái thật ra thời gian thí luyện thành còn chưa thật sự đến chỉ có điều tiếp tục nữa cũng sẽ không còn lại đủ 100 người, mà là ít hơn. Tần quân rất nhanh liền cảm giác được sự quỷ dị. Các tu sĩ xung quanh đều lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong đó có chứa tâm tình sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng v.v. Nhìn cái gì vậy, nếu không phải là các người đúng lúc bóp nát tấm bảng gỗ. Hừ hừ, tần quân hừ lạnh nói, một câu nói liền kích thích đám đông tức giận. Nhất là những người tham gia thi đấu tu vi kim đan cảnh, thuế phàm cảnh, hận không thể lột ra tần quân bởi vì phần lớn bọn họ đều bị Lý Nguyên Phách đào thải. Bọn họ vốn có thể xông vào trận chung kết ở Hoàng Đô, kết quả bị Lý Nguyên Phách chặn ngang. Phía sau còn lại 100 người có cả tồn tại trúc cơ cảnh. Điều này không thể nghi ngờ chính là sự châm trọng lớn nhất đối với bọn họ. Lý Nguyên Phách càng điên cuồng hơn, đừng nói tu sĩ thuế phàm cảnh, tu sĩ hóa hư cảnh cũng phải quỳ. Có bản lĩnh một mình đấu với ta, một tu sĩ thuế phàm cảnh chỉ vào tần quân tức giận kêu lên, dẫn tới những người tham gia thi đấu còn lại tức giận bất bình. Tần quân nhìn về phía bọn họ giống như nhìn kẻ ngốc, hừ lạnh nói. Nếu như một mình đấu hữu dụng, còn cần thế lực tồn tại sao? chương 218, hung bạo thoải mái, 2. Một câu nói khiến cho những tu sĩ oán giận này nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Phỉ Ngọc Thụ và Từ Quỷ Khốc ở bên cạnh lại lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía tần quân. Đứng càng cao càng biết cái gì gọi là lực lượng chân chính trong tay nắm giữ thế lực cũng là một loại lực lượng. Lúc này, tu sĩ còn lại còn sống cũng đi ra cánh cửa truyền tống. Tổng cộng 100 người tham gia thi đấu, ngoại trừ đám người tần quân ra, trong lòng những người dự thi khác đều vẫn còn sợ hãi. Thiếu chút nữa đã bị đào thải, bắt đầu đăng ký thân phận, sau đó trình báo cho Hoàng Đô. Phỉ Ngọc Thụ cười nói, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng quỷ dị ép qua những tiếng ồn ào ở trên toàn bộ quảng trường. Tần quân chỉ phải kìm chế sự khó chịu trong lòng đinh thí luyện thành kết thúc bắt đầu công tác thống kê giá trị kinh nghiệm tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên tần quân nghe được tâm tình lại phấn khởi phần quan trọng nhất của vở kịch đã bắt đầu tần quân là người đầu tiên đi đăng ký thân phận đám người lý nguyên phách sắp xếp ở phía sau các tu sĩ còn lại vì lý nguyên phách tồn tại giận mà không dám nói gì đắc tội những tu sĩ này tần quân cũng không sợ nếu như đối mặt với bọn họ hắn cũng hèn yếu vậy sau này hắn làm thế nào trở thành thần hoàng mạnh nhất trong thiên địa hơn nữa có nhiều cường giả thần thoại như vậy ở bên cạnh hắn càng không cần lo lắng ừ đã như vậy lấy một phong hiệu đáng sợ hơn đế hoàng mạnh nhất thần thoại thì sao tuy rằng hơi dài nhưng vẫn rất tốt lại ở thời khắc tần quân đang mơ màng những người khác cũng đăng ký thân phận xong tần quân dẫn theo bọn họ rời đi bọn họ đi qua nơi nào các tu sĩ đều sợ hãi tránh né Phỉ Ngọc Thụ nhìn về phía bóng lưng bọn họ rời đi, nhếch miệng lên. Trong lòng hắn hạ quyết tâm phải lôi kéo Tần Quân và Lý Nguyên Phách vào thần kiếm đường. Sau khi đi ra khỏi quảng trường, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng vang lên lần nữa. Căn cứ vào công tác thống kê, ký chủ thu hoạch được 904.111 giá trị kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 5. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 6. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 7 kèm theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, linh lực trong cơ thể tần quân điên cuồng tăng vọt. Lý Nguyên Phách và Hạo Thiên khuyển cả kinh nhìn về phía hắn. Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh tu vi thấp, ngược lại không có cảm giác được sự dị thường của hắn. Thoải mái, lên liền ba cấp, tần quân hưng phấn vung vẩy nắm đấm, linh lực trong cơ thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lực lượng còn có sự tăng cao rõ rệt, sở dĩ linh lực có thể tăng trưởng nhiều như vậy, là nhờ hai bộ công pháp tử hồng lôi pháp và bất diệt thánh thể của hắn đưa đến tác dụng mang tính mấu chốt. Những tu sĩ khác mặc dù đột phá ba tầng cảnh giới, cũng sẽ không có tác dụng mang tính rõ rệt như vậy. Phẩm cấp của công pháp đối với số lượng và chất lượng linh lực có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Đương nhiên một ít hạ người số mệnh yêu nghiệt nào đó, trên người mang huyết mạch đặc biệt hoặc ăn thiên tài địa bảo gì đó lại không tính là gì cả. Đinh, phát động một nhiệm vụ phụ, giết ma tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ tiêu diệt tà ma trong cơ thể diệp hiên nhiệm vụ hoàn thành ký chủ liền lên năm cấp cũng thu được một lần cơ hội triệu hoán thần ma hai lần giúp thưởng ngẫu nhiên đặc biệt nhắc nhở tà ma đã ghi hận lên ký chủ bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích ký chủ tần quân vừa mới cao hứng không được bao lâu âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ được kích phát vang lên liền khiến cho hắn ngây người thật không nghĩ tới tên tà ma kia lại có thể đưa tới phần thưởng phong phú như vậy hắn không ngốc trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ thực lực của tà ma rất mạnh chỉ là phụ thể đã có thể khiến cho lý nguyên phách ở dưới tình trạng bình thường không làm gì được hắn nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh tần quân không dám tưởng tượng dù sao lý nguyên phách lại là cường giả địa tiên cảnh chẳng lẽ tà ma này là cường giả thiên tiên cảnh thậm chí mạnh hơn nghĩ đến đây tần quân liền không nhịn được giật mình một cái ngươi làm sao vậy trúc nghiên khanh nhẹ giọng hỏi tuy rằng âm thanh lạnh lùng nhưng Tần Quân có thể nghe ra được sự ân cần của nàng. Tần Quân lắc đầu cười nói, "Không có gì, chỉ là ta cảm giác chúng ta vẫn sẽ gặp phải Diệp Hiên. Bị tà ma chiếm lĩnh thân thể, Diệp Hiên tất nhiên không có khả năng lại trở lại Viêm Kình Tông. Chính ma hai bên không thể cùng tồn tại, hoàng triều Nam Trác và vương quốc Ngô Kỳ đều chịu sự quản lý của chính đạo, tuyệt đối sẽ không lại dung thứ cho hắn." Miễn bàn tới hắn đi, Trúc Nghiên Khanh nhẹ giọng nói giọng nói của nàng từ trước đến nay đều không có chút dao động sợ hãi nhưng tần quân lại có thể nghe ra sự tức giận trong giọng nói của nàng dù sao diệp hiên có suy nghĩ bẩn thỉu đối với nàng mặc dù phần lớn nam nhân đều như vậy nhưng bị nói ra nàng tất nhiên rất khó lại phát sinh thiện cảm đối với diệp hiên mặc dù hắn là đại sư huynh đồng môn tần quân mỉm cười trong lòng hắn lại vô cùng thông cảm cho diệp hiên tuy rằng ở dưới tuyệt cảnh hắn chỉ có thể dựa vào tà ma trong cơ thể đánh ra đường sống nhưng sau khi bị tà ma để lộ ra suy nghĩ trong lòng chắc hẳn sau này vương quốc ngô kỳ không chứa chấp hắn từ nay về sau hắn lưu lạc thiên nhai chỉ có điều hắn vẫn rất tò mò diệp hiên làm sao lại bị tà ma phụ thể một vị tà ma rất có khả năng là thiên tiên cảnh xuất hiện ở vương quốc tỷ lệ rất nhỏ chẳng lẽ người này cũng có số mệnh của nhân vật chính nghĩ tới đây bước chân của tần quân không khỏi nhanh hơn hắn muốn từ chỗ thái bạch kim tinh tìm hiểu một ít tin tức về ma tu để tránh khỏi bị Diệp Hiên tập kích, đoàn người nhanh chóng đi qua đường, tiến về phía khách sạn Du Long. Mà ngày này nhất định có người vui mừng có người buồn, cũng có người tức giận. Tinh Túc môn và Phục Ma môn thật ra phát sinh chấn động không nhỏ. Ma Vũ và Trương Luân đều là đệ tử trong môn, sau khi thí luyện thành ở Lạc Yên thành kết thúc, không ngờ không có tin tức truyền trở lại. Điều này nói rõ 89 phần 10 đã xảy ra vấn đề. Sư phụ của hai người lúc này liền truyền tin chất vấn từ quỷ khốc của Lạc Yên thành chương 219, xương sắt thép. Sau khi từ quỷ khốc nhận được tin tức không khỏi giật mình kinh ngạc. Tinh túc môn và phục ma môn cũng đều ở trong nhóm bảy đại tông môn. Mặc dù từ quỷ khốc nắm giữ thực lực trước 20 ở trong hoàng triều cũng không dám tùy ý đắc tội. Hắn nhanh chóng thăm hỏi phỉ ngọc thụ, xem bên trong thí luyện thành là ai giết chết ma vũ và trương luân. Đây là lực ảnh hưởng của thế lực siêu cấp, có thể không để ý tới quy tắc, giao ra hai người tham gia thi đấu vũ hội tiềm long đương nhiên chuyện như vậy chỉ có thể ngầm tiến hành không được truyền ra ngoài bọn họ đều bị người tham gia thi đấu ma hóa giết chết đây là tư liệu của người tham gia thi đấu phỉ ngọc thụ sớm có sự chuẩn bị lật tay cầm ra một bộ ngọc giản quyết định chú ý muốn thu nạp tần quân hắn tất nhiên phải bao che cho tần quân tất cả đều đổ ở trên đầu của diệp hiên chỉ có điều nếu như hắn biết được tần quân phái người tàn sát phân đà thần kiếm đường hắn tuyệt đối sẽ hối hận lại là tà ma kia quấy phá từ quỷ khóc nhỏ giọng mắng, trong lòng hắn cực hận Diệp Hiên, nếu như Diệp Hiên biết được, khẳng định sẽ khóc thét. Thế nào lại đổ hết tội lên trên đầu ta, ta chỉ giết chết mười mấy tên áo rồng mà thôi. Sau khi trở lại khách sạn Du Long, Tần Quân đi tới trong phòng Thái Bạch Kim Tinh, giải thích với hắn về sự biến hóa của Diệp Hiên. Ma hồn phụ thể còn có thể tiếp tục di chuyển không gian, nói rõ ma tu này vốn có cảnh giới tu vi ở trên thiên tiên cảnh, thậm chí có thể là cảnh giới cao hơn. Bởi vì mặc dù là ta cũng rất khó làm được, Thái Bạch Kim Tinh vuốt sâu trầm ngâm nói. Tần quân gật đầu, ngài là dựa vào miệng, không phải là tu vi. Điện hạ vẫn cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Tuy rằng thân thể Diệp Hiên bị chiếm lấy, nhưng trong một khoảng thời gian dài, linh hồn của hắn sợ rằng sẽ cùng linh hồn ma tu hòa làm một thể. Tâm tình của hắn cũng có thể ảnh hưởng đến ma tu, tiến tới tìm điện hạ gây phiền phức. Thái Bạch Kim Tinh ngưng trọng nói, mấu chốt nhất chính là, một khi ma tu thành công chiếm lĩnh thân thể của tu sĩ, tu vi của hắn sẽ bay vọt. Khi hắn khôi phục tới đỉnh phong, sợ rằng, Thái Bạch Kim Tinh còn chưa nói dứt lời, nhưng Tần Quân đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Đối với điều này, Tần Quân mặc dù có chút áp lực, nhưng vẫn không đến mức sợ hãi. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Phách, Lý Bạch, Hạo Thiên Khuyển, Hắc Bạch Vô Thường tất cả đều cùng tiến lên. Hắn không tin là mình sẽ bị Diệp Hiên giết chết trong nháy mắt hơn nữa chờ ma tu trong cơ thể diệp hiên khôi phục đỉnh phong tần quân chắc hẳn đã tiến hành mấy mươi lần triệu hoán thần ma thực lực bản thân hắn cũng bay vọt tại sao phải sợ thôi được rồi ta vẫn là tận dụng thời gian tu luyện tần quân đứng dậy cười nói hắn hướng về phía thái bạch kim tinh khẽ thi lễ sau đó đi ra phòng khách sau khi hắn rời đi thái bạch kim tinh vừa uống trà vừa lẩm bẩm nói điện hạ không ngờ không e ngại ma tu thiên tiên cảnh xem ra điện hạ còn có con át chủ bài mà ta không biết nghĩ tới đây hắn lắc đầu cười đi theo tần quân thật ra sinh hoạt không tịch mịch dọc đường đi gặp phải chuyện này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú mấu chốt nhất chính là tần quân trưởng thành khiến cho hắn rất giật mình sau khi thí luyện thành trở về không ngờ lại đột phá ba cảnh giới nhỏ hoàn toàn không thấy kiến thức thông thường về đột phá cảnh giới cứ theo đàn này tần quân cố gắng thật có thể sáng tạo kỳ tích bởi vì tu vi của hắn gần như đến bình cảnh cho nên muốn theo đuổi thực lực càng cao hơn, phải tìm thế lực. Trong U Minh khiến cho hắn cảm giác Tần Quân sau này sẽ có thành tựu vô hạn. Cho nên hắn mới tới bái nhập Tần Quân, biểu hiện của Tần Quân khiến cho hắn rất hài lòng, có thể nam vực nho nhỏ rất nhanh sẽ bị người chinh phục. Thái Bạch Kim Tinh thì thào cười nói, trên mặt đầy vẻ chờ mong. Sau khi thí luyện thành kết thúc, Tần Quân liền bắt đầu chăm chỉ luyện công. Bởi vì hắn tập trung tất cả linh thạch đánh cược khiến cho hắn ngoan độc buôn bán lời được mấy trăm vạn viên linh thạch nhất sai. Số lượng lớn này lại khiến cho đám người Tần Vân chấn động kinh ngạc hồi lâu mới hồi thần. Tần quân bắt đầu để cho giả tuân lợi dụng linh thạch thu mua các loại thiên tài địa bảo, chuẩn bị tu luyện bất diệt thánh thể tầng thứ hai, xương sắt thép. Cùng lúc đó, sự tích của hắn đã lưu truyền rộng rãi ở Hoàng Triều Nam Trác và các vương quốc xung quanh. Vương quốc càn nguyệt cả nước vui mừng, vương quốc thương lam một mảnh tĩnh mịch, tiếng kêu ca nổi lên bốn phía, tất cả đều đang trách cứ triều đình vì sao phải đắc tội tần quân. Một ngày này, trong khách phòng, tần quân ngồi ở trong một thùng gỗ to. Trong thùng gỗ chứa đầy chất lỏng màu tím, hơi nóng tràn ngập, bọt khí không ngừng tuôn ra lại tan biến. Mà sắc mặt tần quân vốn biến đổi không ngừng, rõ ràng hắn đang chịu sự thống khổ mà người người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tê liệt, xương sắt thép khó luyện như vậy, vậy tầng thứ ba kim cương bất hoại lại còn khủng khiếp đến như thế nào? Trong lòng tần quân tuyệt vọng nghĩ nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn lại vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn đã quy hoạch phương hướng phát triển cho tương lai của mình. Hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Lúc này, Đát Kỳ mang chậu đồng đi đến. Trong chậu chứa chất lỏng màu đen, vô cùng quỷ dị, khiến người ta nhìn thấy, ra đầu liền tê dại. Công tử, nơi này là do hỏa liệt hoa luyện thành dược liệu, dược lực rất mạnh. Công tử có thể kiên trì được sao? Đát Kỳ đi tới bên cạnh thùng gỗ, khẽ cười nói nhưng trong mắt nàng lại che giấu một tia lo lắng gần đây tần quân quá liều mạng khiến cho nàng vui mừng đồng thời cũng có lo lắng nàng sợ hắn sẽ không chịu nổi con đường thể thu vốn luôn thống khổ nàng thực sự không rõ thiên phú luyện khí của tần quân đã mạnh như vậy vì sao còn chấp nhất luyện thể nàng lại không biết tần quân cũng có một mơ ước mộng tưởng một ngày nào đó dựa vào thực lực của mình đánh khắp thiên hạ không địch thủ nếu như đơn thuần dựa vào luyện khí độ khó rất cao hơn nữa có hệ thống thần thoại ở bên cạnh, thời điểm hắn đang luyện công nạp khí, không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Luyện thể thêm cũng sẽ không có chỗ tệ hại. Thả, tần quân cắn răng nói, tê liệt, để cho bão tố tới mãnh liệt hơn chút.